bốn, thật ra là bốn đúng không bạn? Câu điện là không. Vậy một số bạn, thầy mời một số bạn nói thử ta nghe nè. Đầu tiên thầy mời Hiếu này nói thử ta nghe câu điều kiện là không và câu điều kiện là một dùng để làm gì đây em? Câu điều kiện là không và câu điều kiện là một dùng để làm gì đây ta? Dạ thầy, câu điều kiện là không là để diễn tả một sự việc mà nó xảy ra là điều hiển nhiên. Đúng rồi, là điều hiển nhiên, một cái sự thật đúng không? Y chang như là câu hiện tại Dạ đơn ha. Rồi tiếp tục. Câu điều kiện là một dùng để làm gì đây dạ em? điều kiện câu điều kiện là một là dùng để diễn tả một việc có thể xảy ra ở trong tương lai hoặc ở hiện tại. Đúng rồi, đó, em cho thầy một cái ví dụ thử coi. Tiếng Anh của thầy hay là Tiếng nói Việt tiếng thôi, Việt tiếng đây Việt ạ? thôi, nói tiếng Việt thôi. Dạ ngày mai có nếu như ngày mai cúp điện tôi sẽ nghỉ học. Trời ơi, cái gì mà thằng này mà chủ ẻo gì mà cúp điện như học thích quá vậy? Rồi, đúng rồi, đơn giản ha. Đó, câu đi còn là một, và câu đi còn là hai dùng để làm gì đây? Thầy mời Nhi nè, câu đi còn hai dùng để làm gì đây em? Nhi. Nhi ơi. Vậy đây thầy. Rồi, câu đi còn là hai dùng để làm Để thầy gì là ta? đây đây thầy, em đang Ừ, nói này. rồi rồi. Thầy là câu rồi để diễn tả những tình huống mà không có thật và không thể nào là xảy ra trong tương lai. Và Ừ. mình Nó ví không dụ có nó thật có ở hiện ví dụ tại tương nha, lai của em nó phải có là thể xảy không có ra. thật ở hiện tại chứ thầy. Được chưa? Em cho thầy một cái ví dụ với thầy nè. Dạ đúng thầy, là nếu mà thời tiết mà không quá tệ, nếu mà thời tiết mà đẹp thì chúng ta có thể đến công viên. Nhưng mà cái này em nói đang nói như thế nào đây? Thời tiết là khi nào? Em đâu có về tương lai không? Nhưng mà hiện tại là nó có ngược với hiện tại nó thực với cái câu đó của em nó Dạ đang có có, ngược lại nó có không? ngược Đó, có lại ngược nè. lại thì em phải đầu tiên em phải Là có nói gì? hiện tại là Trời hôm nay phải như nào đó đúng không? Rồi tại em mới ước, em hiểu không? Đó, ok ha. Thứ thầy nói là gì? Trời ơi, trời ngày hôm nay xấu quá. Nếu mà ngày hôm nay nó đẹp á thì tụi mình có thể là được đi công viên rồi. Được chưa? Đó thì rõ ràng là trái ngược lại. Mà nó xảy ra được không? Nó không xảy ra được. Được chưa các bạn? Đó, hoặc là cái gì mình đang tưởng tượng đó, mấy các bạn phải chia ra. Câu điền còn là hai, các bạn chia ra hai cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó chính là gì? Mình tưởng tượng những câu mà mình hay tưởng tượng mà nó gọi là nó vô lý mấy đứa. Đó, nếu mà tôi là cô Phương Hằng, hay là nếu mà tôi là ai đó, nếu mà tôi là cô Phương Hằng là tại tôi sẽ như nào cái kiểu. Được chưa? Đó, hoặc là nếu mà tôi có 1 tỷ trong tay thì tôi sẽ làm gì đó, thì rõ ràng là một cái việc mình đang tưởng tượng ra. Được chưa? Cái thứ hai là gì? Dùng để diễn tả một sự việc mà gì? Trái ngược với hiện tại. Nó ngược đi ngược với hiện tại. Được chưa? Đó ví dụ như là gì? Hiện tại là em của thầy nó ăn nó rất là nhiều. Đó cho nên là nó gì đây? Nó bị gọi là thừa cân. Vậy thầy nói gì? Nếu mà nó không ăn nhiều á thì nó có thể có cái vóc dáng nó gọi là khỏe khoắn này nọ cái kiểu. Được chưa? Đó thì rõ ràng nó trái ngược với hiện tại. Đó thì câu điều kiện lần hai các bạn vui lòng chia với thầy hai cái đó. Được chưa ha? Rồi và cái cuối cùng mà thầy mời Đoan nè. Đó, câu điều kiện loại 3 dùng để làm gì đây Đoan? Tính gọi là giả thuyết ở quá khứ. Giả định ở quá khứ đúng không bạn? Nó hoặc là gọi là một cái một mình đang tưởng tượng một sự việc nó không xảy ra ở trong quá khứ. Được chưa mấy đứa? Đó, em cho thầy một cái ví dụ thôi coi. Kiểu thi mà bị tặc môn toán á, nếu mà hồi đó mà học chăm toán hơn á thì có thể thi đậu. Đúng rồi, đó rất đơn giản đó các bạn. Đó, hầu như là đối với trường hợp này các bạn đang ước đó các bạn. Các bạn đang ước. Được chưa? Nếu mà có điều kiện nào đó ở trong quá khứ đó thì nó sẽ xảy ra. Được chưa? Đó nhưng mà nó có bao giờ nó xảy ra nữa không? Nó không thể nào nó xảy ra được nữa. Được chưa? Là đang trái ngược lại với thực tế. Đối với trường hợp này là trái ngược lại với thực tế. Các bạn cứ nhớ là câu điền còn là ba là nói về ở trong quá khứ nhưng mà nó trái ngược so với thực tế. À, nhớ thầy nha, đó chính là trái ngược so với thực tế. Ổn không các bạn? Đó thì cấu trúc thì nói cho thầy nghĩ là ai cũng biết hết rồi. Được chưa? Đó thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn thêm một số cái nữa để mình làm bài tập. Được chưa? Đầu tiên thầy có chữ unless. Unless mà nghĩ là chứ ai cũng biết rồi. Được chưa? Đó, unless mà nghĩ là gì các bạn? Unless là gì? Trừ khi, đúng không các bạn? Unless viết vào thầy. Được chưa? Trừ khi. Một khi sử dụng unless thì nó sẽ luôn luôn sử dụng ở câu điều kiện loại 1. Nha mấy đứa. Đó thì viết bài mới thầy nha. Đó đầu tiên thầy có ngôi sao đầu tiên là unless là trừ khi thì ai cũng biết rồi. Ví dụ, I will be there at 6 unless I get delayed. Được chưa? Đó, thì câu này là gì? Tôi sẽ đến đó vào lúc 6 giờ. Trừ khi là gì đây? Tôi gọi là bị delay thôi, tôi bị hoãn chuyến bay thôi. Đó thì trừ khi nó sẽ có một cái điều kiện là gì? Trừ khi cái việc mà tôi bị trễ chuyến bay thì tôi sẽ có mặt ở đó.
Được chưa? Đó, ổn ha. Thì câu này nó ngược lại gì? Tôi sẽ đến đó vào lúc 6 giờ nếu mà tôi không bị delay. Đó, các bạn nó dạy, thầy dạy các bạn nó ghét cộng động từ cột 3 chứ là bị đó mới được. Mấy đứa đúng không? Ghét cộng động từ cột 3 là bị đó. Được chưa? Trừ khi mà tôi bị delay á thì tôi sẽ ở đó lúc lúc 6 giờ, trừ khi mấy đứa nắm được không? Đó thì câu này nó ngược lại gì? Nếu mà tôi không bị delay, unless I don't get delayed, I will be there at 6. Mấy đứa này nắm được chưa? Trừ khi cái trường hợp, hiểu không mấy đứa? Trừ khi. Ổn ha, thì đây nó ngược lại gì? If gì đó not, if cái gì đó not. Mấy đứa nắm được chưa? If cái gì đó not. Ổn ha, trừ khi. Thật ra cái trừ khi hồi xưa thầy học á, kiểu như là bị rối lắm mấy đứa, bị rối lắm. Ở trên phải coi kỹ thầy. Được chưa? Đó. Ổn ha. Rồi tiếp tục thầy có in thầy có in case là gì mấy đứa? In case là gì? In case là gì? Ai biết thầy dạy rồi in case là gì? Ủa mấy đứa in case là gì? Sao vậy? Ủa không biết in case là gì luôn Là hả? trong cái trường hợp đó. Phòng cái trường hợp được chưa? Phòng trường hợp được chưa? Đó, viết vào thầy phòng cái trường hợp. Ủa cái in case này thầy nhớ thầy có dạy rồi mà đúng không mấy đứa? Dạy rồi mà. Phòng cái trường hợp ví dụ thầy một cái mang hoặc đề phòng hoặc là gì phòng khi cũng được. Phòng khi. Được chưa? Phòng cái trường hợp đó ví dụ như là gì? Check lest check the umbrella in case it rain. Được chưa các bạn? Đó, ok. Gì đây? Ê, lấy cái vụ đi, phòng trường hợp mà trời nó mưa. Được chưa? Đó, ok các bạn, phòng trường hợp nó mưa chứ nó có sẽ mưa. Phòng trường hợp nó sẽ mưa không? Phòng trường hợp nó mưa. Được chưa? Đề phòng trời nó mưa. Phòng khi trời nó mưa. Hiểu không mấy đứa? Đó, ok ha, in case. Đơn giản các bạn, quá đơn giản. Được chưa? In case, phòng khi. Rồi, tiếp tục là có as long as hoặc là so long as. Thì tại vì các bạn as long as mang nghĩa là gì các bạn? As long as mang nghĩa là gì? As long as ai biết nghĩa ta? Ai biết nghĩa? As long as là gì? Không biết luôn hả? Miễn là. Được chưa? Các bạn biết luôn thầy. As long as gạch chéo so long as gạch chéo provided that miễn là. Được chưa? Đó, ba cái này nó đều mang nghĩa là gì? Miễn là. Được chưa? Ba cái này đều mang nghĩa là miễn là. As long as mà đề thi mới ra dễ ra là dễ ra cái provided that cho mấy đứa. Miễn là. Ổn ha. Đó. Thầy có ví dụ là gì? As long as I'm happy, miễn là tôi hạnh phúc thì bố mẹ của tôi không quan tâm con tôi làm công việc gì. As long as I'm happy, my parents don't care what job I do. Được chưa? Miễn là tôi hạnh phúc hoặc là so long as hoặc là provided that có that cũng được không có cũng không sao. Được chưa? Provided that I'm happy, miễn là được chưa? Tôi hạnh phúc thì ba mẹ tôi sẽ không quan tâm là công việc gì, tôi làm công việc gì. Được chưa mấy đứa? Đó, đối với những cái này thầy sẽ sử dụng đối với trường hợp câu điều kiện loại một thôi nha. Được chưa? Đó, thầy chỉ sử dụng câu điều kiện loại một thôi, không sử dụng câu điều kiện kia. Được chưa? Mấy câu điều kiện kia. Các bạn đó thì có bạn nào không kịp nghĩ cái cụm nào không? Có bạn nào không kịp nghĩ không? Có hao kịp nghĩ không ta? Kịp không? Vậy kịp hết đúng không? Xong chưa? Các bạn biết ví dụ cho thầy chưa? Rồi thầy sẽ cho các bạn làm bài tập. Rồi kịp đúng không? Xong đúng không các bạn? Thầy nói là unless là trừ khi. Được chưa? In case là gì các bạn? Phòng cái trường hợp. Đề phòng. Phòng khi. Được chưa? As long as, so long as, provided that là gì? Miễn là. Được chưa? Đó, các bạn chỉ còn nhớ thầy chữ miễn là thôi rồi. Được chưa? Đó, rồi mình sẽ thử làm một số bài tập nha. Rồi, câu số 1 nè, thầy mời một số bạn nè, thầy mời Nguyễn Bình nè. Làm thầy câu số 1 nè Bình. Dạ thầy đây em. Dạ thầy có số 1 là if thầy. Dạ giúp thầy coi. Và thời điểm này trong 6 tháng tôi sẽ 6 tháng sau đó em. ở Đó, 6 tháng sau đó. Kiểu như 6 tháng sau ở á. phía sau Ừ. tôi sẽ ở trường đại học nếu tôi quyết định. Nếu tôi quyết định nghỉ Nghỉ gì? nghỉ một năm Nghỉ 1 năm.
Vậy cái câu này nếu mà cái câu này là gì? À, 6 tháng sau á thì em sẽ ở đại học. Nếu mà em gì đây? Em quyết định nghỉ 1 năm. Ủa em tự nhiên em nghỉ 1 năm em lại gì đây? Là em lại ở trường đại học là sao? Nó có liên quan không? Cho nên câu này có dùng if ổn không? Dạ không, dùng Không, có dùng unless. unless. Vậy câu này dịch lại giúp thầy coi. Về thời điểm này 6 tháng sau tôi sẽ ở trường đại học. Trừ khi tôi không quyết định Ủa sao không, sao nghỉ mà không quyết năm. định? Tự nhiên không quyết định em, trừ khi tôi quyết định chứ từ sao trừ khi tôi không quyết định. Trừ khi tôi quyết định nghỉ năm. Được chưa? Mà có hiểu không nhỉ? Có hiểu không? Dạ, hiểu, hiểu. Nó sẽ ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là gì? 6 năm 6 tháng sau tôi sẽ đi học đại học. Được chưa? Đó, trừ khi tôi quyết định là gì? Nghỉ 1 năm. Được chưa? Đó, mình nghỉ 1 năm rồi tự nhiên mình lại tại sao là mình lại đi đại học nữa? Hiểu mấy đứa? Trừ khi, trừ cái trường hợp là gì đây, tôi nghỉ 1 năm thì tôi sẽ đây, sẽ ở học đại học. Nắm được kêu bạn. Rồi, tiếp tục câu số 2 này, thầy mời Tú Vi nè em. Tú Vi. Dịch cho thầy Dạ nè. Chúng là ta đó. Chúng ta. chúng ta tốt hơn là chúng ta nên đi sớm vào ngày mai. Phòng trường hợp bị ngày trường thì chúng ta đi đến đi đến đến. Doncaster đúng không các bạn? Đó, đơn giản chưa? Ổn áp. Được chưa? Chắc chắn là dùng in case, phòng trường hợp. Chúng ta tốt nên là sau had better. Cái này là had đúng không các bạn? Had á, đúng không? Mà phải viết tắt nè. Rồi chúng ta tốt hơn nên là đây, rời sớm vào ngày mai. Được chưa? Đi sớm vào ngày mai. Phòng cái trường hợp là có nhiều như đây xe cộ. Được chưa? Khi mà chúng ta đến gì đây? Doncaster. Được chưa các bạn? Đó, phòng trường hợp ha. Traffic là giao thông, nhưng mà đối với trường hợp là giao thông gì? Nhiều giao thông là gì? Không có nghĩa. Được chưa? Thì cái này là nhiều xe cộ. Được chưa? Hoặc là kẹt xe, đúng rồi đó. Nói chung là mấy đứa hiểu cái trường nghĩa của nó là được rồi. Tiếp tục câu số 3 nè, thầy mời Đăng. Cái con số 3 điểm đầu đó này. Ừ. Bạn có thể xem bộ phim nếu như bạn Đọc gì nếu như em? Nếu như là cái nào? Đâu có nếu như đâu. À dạ phải phải. Nãy giờ có biết nghĩa thầy không? S xong nghe sao gì? In case sao gì? Cái là để không trường hợp đề phòng. Trường hợp đề phòng những ghi phòng khi. Không. S xong nghe sao gì? Không S xong nghe. Chết chạy. Thầy nói lại thầy, hình như em ghi sai rồi. Khi nãy em ghi ghi gì? Dạ em ghi là em ghi là đồng, nếu như đó là, là em chưa ghi đúng không? Em chưa ghi nghĩ chưa S xong nghe đúng không? Sao mà mỗi lần tới lượt em là nó cái cày giật là sao tại không hiểu luôn á Đang? Tại giờ miễn là đâu có vui đâu mà giỡn với em. Ba cái này đều mang nghĩa là gì em? Viết vào cho thầy. Hồi nãy thầy đã nhắc lại rồi, có từ các bạn vui lòng là mỗi lần các bạn chép bài xong á, các bạn vui lòng coi lại, ủa có cái chỗ nào mình viết bị thiếu không ta, được chưa? Thì nói liền như thầy. Thì câu này em phải chọn gì đấy? Thì gì với thầy nè? Bạn có thể xem bộ phim miễn là bạn hứa là phải đi ngủ trước sau khi nó kết thúc. Được chưa? Khi nó xong bạn phải gì? Bạn có thể xem phim miễn là bạn hứa gì đây, đi thẳng vô ngủ luôn đi, ngủ thẳng cẳng luôn đi, ngủ thẳng cẳng khi mà bị gì đây đó gì đây nó xong phim, nó xong được chưa? Đi ngủ liền, go straight to bed là gì, là đi ngủ liền nha mấy đứa, được chưa? Đó, tiếp tục câu số 4. Rồi, thầy mời Kỳ Duyên. Kỳ Duyên ok Yeah. rồi, đọc đọc trước rồi sau đó làm thầy, đọc kỹ trước đi. À, thì chị giúp thầy nè. Vậy là hãy đi đến Mirabella tối nay, nếu nếu bạn không ở đó, nếu bạn không ở đó trước đó. Không ở đó trước đó là gì? Tự nhiên không ở đó đang hiện tại hoàn thành sao mà dịch là không em? Nếu bạn như đấy. Nếu bạn chưa. Trời Nếu bạn ơi, tại sao cái này dùng hiện tại hoàn thành?
là nói về Nói về cái gì? Trời ơi, thầy dạy cái hiện tại hoàn thành nó muốn nát luôn rồi. Bây giờ mà hỏi hiện tại hoàn thành dùng để làm gì gì mà ngoài cái việc mà sự xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn thì nó còn cách khác là dùng để làm gì đây em? vậy là để nói về kinh nghiệm. Đúng rồi, nói về kinh nghiệm. Được chưa? Vậy câu này là gì? Rủ. Let's go là rủ. Let's go to. Ngoài let's go to thầy còn cái dùng cái gì nữa để mình rủ em? Nói thử ta nghe nè. Những cái gì dùng để rủ nè. Đầu tiên. How Hello about? bao Sau lúc how about hoặc là what about đúng không? Thì sau đó động từ phải như thế nào? Verb in. Được chưa? Đúng rồi. Sau how about, sau what about động từ verb in. Rồi tiếp tục thầy còn gì nữa? là shall we Đúng rồi. Shall we? Ổ mát. Rồi còn gì nữa em? Ừ, suy nghĩ đi. Why not? Đúng không em? Đúng rồi. Why not? Sau đó why not thì động từ phải như thế nào? Động từ phải như động từ thêm nguyên mẫu với thầy nha. Why sau mai why not là động từ nguyên mẫu. Được chưa? Đó, verb của thầy, verb infinity của thầy thôi. Được chưa? Verb infinity đó. Rồi tiếp tục thầy còn gì? Why don't we? Đúng không? Why don't we? Tại sao tụi mình không? Được chưa? Dùng để rủ luôn nè. Sau đó sau why don't we thì động từ phải như thế nào? Là em đúng rồi, nguyên mẫu đã có don còn thêm gì nữa đúng không các bạn? Đó thì những cái này dùng để rủ nè, thêm chữ less để rủ nè. Thì câu này ê, hay là tụi mình đi đây à, hay là tụi mình đi đến cái vở kịch Mibrala tối nay đi, được chưa? Đó, nếu mà bạn chưa đến đó bao giờ, được chưa các bạn? Đó, ổn ha. Rồi tiếp tục câu số 5, thầy mời bạn Khánh Huyên Dạ Nam. Hả hả sao? thôi em ao xuống Ừ, ok. em bên kia điện thoại em. Em rồi, thầy mời Khánh Huyên Nam câu số 5 nha. Dạ, cần để em Em đọc. đọc đi, em cứ đọc đi. Ừ. Rồi, ổn chưa? Ẹt lo ngày Sao lại ẹt đâu, đâu có ẹt đâu. So long as nó nghĩa là gì em? Dạ là miễn là Miễn là. Đó, miễn là thì câu này gì giúp thầy nè? miễn là tôi thì vẫn có sức khỏe. Tôi thì không có phiền. Tôi không có bận tâm. Tôi Tôi không không bận bận. tâm gì đây? Em hiểu tiếng Việt đi, em hiểu tiếng Việt trước rồi sau đó em em hiểu tiếng Việt mà em nói một câu tiếng Việt nó gọi là để cho người ta hiểu chứ đừng lúc nào cũng y chang như là tiếng Anh, em hiểu không? Đó thì nói tiếng Việt như nào, em hiểu thì em nói bằng tiếng Việt cho thầy coi. Miễn là tôi có sức khỏe thì tôi như thế nào đây? Kiểu không bận tâm Em hiểu tiếng nghèo. Việt thôi, em hiểu tiếng Việt không bằng tâm nghèo là sao thầy không hiểu? Kiểu không bận tâm là có tiền hay không. Đúng rồi, nó hiểu là được rồi. Thì câu này là gì? Miễn là tôi có sức khỏe thì tôi nghèo sao cũng được. Dù thì tôi có nghèo thì tôi cũng không vẫn, vẫn tôi vẫn bình thường. Còn hiểu là được rồi. Đó, ok, chị Mai này, we I don't mind là tôi không quan tâm thì tôi nghèo như thế nào. Được chưa bạn? I don't mind how poor I am. Rồi thầy cảm ơn Khánh Huyền thì rõ ràng là dùng gì? So long as. Làm những bài này các bạn phải dịch. Được chưa? Tự nhiên dịch. Trừ khi tôi vẫn có sức khỏe thì tôi không quan tâm. Đó, nó hơi bị ngược rồi, không liên quan. Miễn là tôi có sức khỏe thì tôi không quan tâm là gì đây, là tôi nghèo hay tôi có nghèo hay không, được chưa? Đó rồi con số 6 thầy mời Minh Huyên nè em. Dạ, con số 6 là in case. Rồi thì dễ giúp thầy nè, rẹt rẹt nè. Dạ là tốt hết bạn nên mang một chiếc áo khoác bên mình ngay phòng trường hợp trời lạnh tối nay. Đó rồi. Get cold là gì? Get cold là gì em? Get cold là gì? Dạ, trở nên lạnh. Đúng rồi, trở nên lạnh. Thầy đã dạy các bạn rồi. Get, nãy thầy dạy các bạn là gì? Trước giờ thầy dạy các bạn là get cộng động từ cột 3 là gì? Get cộng động từ verb 3 là gì? Là bị. Được chưa? Đó, ổn mà. Đó thầy gì thầy nói gì đây? Đó ví dụ như là she was caught. Cô ấy bị bắt, chẳng vậy. Đó, cô ấy bị bắt. She was caught thì thầy dùng gì đây? She got caught. Bởi vì này quá khứ mà, hiểu không? Đó, bởi vì quá khứ của get đó chính là got. She got caught. Nắm được chưa các bạn? Đó, còn đối với trường hợp get mà cộng tính từ là gì? Trở nên. Nếu các bạn get cộng tính từ là trở nên, thầy đã dạy các bạn rồi. Đó, dạy xong mà quay lại thấy không?
Đó, ổn ha. Rồi tiếp tục thì câu này gì? Tốt hơn là bạn nên gì đây? Đem theo một cái gì đây? Cái anh này phải áo khoác nha. Cái này cái áo mà mấy đứa hay lên Đà Lạt hoặc là sweater đó, cái áo sweater. Được chưa? Trừ phòng cái trường hợp này gì nó trở nên lạnh tối nay. Tiếp tục câu số 7 thầy mời Đồng Huyền luôn em. Đồng Huyền nãy giờ kịp không Đồng Huyền? Dạ kịp thầy. Rồi thử thầy coi. Dạ câu 7 em chọn provided. Thì dịch giúp thầy nè, em làm đã dịch nha. Bạn có làm bất cứ điều gì bạn thích, miễn là không có làm ồn Đúng rồi, đơn gây ra giản. bất kỳ tiếng ồn. Đúng rồi, đó, giỏi, đơn giản. Miễn là bạn không làm ồn, nhanh gọn thôi. Đó, các bạn nhớ noise đi theo với động từ là make. Tiếp tục. Rồi, câu số 8 cho thầy luôn là Huyền. Làm thầy luôn đi Huyền. Dạ thầy, câu số 8 là Cứ đọc trước đi, cứ đọc trước cho thầy, từ từ cũng được. As long as Thầy chỉ giúp thầy nè. dạ là tôi sẽ không lo lắng miễn là cô ấy không gọi tôi vào tối nay, Tôi sẽ không gọi lắng, là miễn là. làm được đêm, miễn là cô ấy không gọi tôi vào lúc nửa Để đêm. tôi coi, tôi coi, đó. Tôi sẽ không lo lắng, miễn là cô ấy không gọi tôi, cô ấy đã chưa gọi vào giữa đêm. Thì này có hợp lý không? Tự sao miễn là tự nhiên. Tôi sẽ không lo lắng. Cho nên chọn S sau ngày xong miễn là hả? Vậy vậy bộ em gì thì unless đi coi, chữ unless đi coi. Tôi sẽ không lo lắng phòng khi cô ấy Không sao không unless gọi. ở mặt phòng kia em, unless ở mặt phòng kia. Nếu như Unless nãy thầy viết em là gì? Sao bây giờ con gọi là nếu như nữa? Sao cũng là Huyền nữa rồi. Hồi nãy thầy nói chữ unless mày nghĩ là gì em? Thầy nhắc ba lần luôn á, unless là vậy gì? trừ khi thầy Ừ, trừ khi thì em dịch thử tôi coi. trừ khi thầy dạ tôi sẽ không lo lắng trừ khi cô ấy không gọi tôi vào lúc nửa đêm. Được chưa? Đó thì câu này hợp lý không? Hiểu được không? Dạ hợp lý. Nó sẽ có một Dạ cái tình dạ huống là như nào? Em hiểu tình huống không? Tình huống là cái gì? Giả bộ mấy đứa có con đi. Con gái đi ra ngoài đường đi, chẳng hạn vậy. Ví dụ đi tập là luyện văn nghệ về nhà khoảng 10 11 giờ đi là nó đã khuya đúng không? Đó thì mình còn là con mình phải gọi điện. Thì mình nói gì? Trừ khi cái việc là nó không gọi tôi vào lúc nó không gọi tôi á thì tôi sẽ không gì đây, tôi sẽ không lo lắng. Thì câu này gì đấy? Nếu mà nó gọi tôi á thì tôi sẽ không lo lắng. Được chưa mấy đứa? Đó, ổn ha mấy đứa hiểu không? Hoặc là gì? Tôi sẽ không lo lắng nếu mà nó gì đây? Nếu mà nó gọi tôi. Đúng không các bạn? Nếu mà nó gọi tôi thì tôi sẽ không lo lắng. Và nó ngược lại gì? Trừ khi cái việc mà nó không gọi tôi á thì tôi sẽ không lo lắng. Đó, cái này hơi phức tạp chút xíu nhưng mà đó. Đó, nhưng mà thầy nghĩ là mấy bạn nắm được đơn giản chưa? Cái phần này thì nó sẽ có thể ra một câu nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nó sẽ ra không phải ra trắc nghiệm nha mấy nó sẽ ra trắc nghiệm nhưng mà sẽ ra gọi là tìm cái câu nào viết lại câu không đổi nghĩa. Được chưa? Mà thầy nghĩ phần này cũng dễ thôi, tí nữa mấy đứa làm thì mình nó sẽ thấy. Được chưa? Đó thì những phần này cũng rất là đơn giản đúng không? Rồi, bây giờ nó sẽ có một phần như thế này. Đó chính là đạo ngữ. Đạo ngữ. Đó, đạo ngữ nha. Ví dụ thầy có, mấy con các bạn coi ví dụ thầy nha. If I had studied harder, nếu mà tôi học hành chăm chỉ hơn á thì tôi sẽ đậu cái kỳ thi. Được chưa? Thì rõ ràng là gì? Một cái sự việc nó không có thật ở trong quá khứ. Được chưa? Là mình đang ước lại. Đó, còn cái vụ quá câu được còn là hai. Dù quá khứ đơn nhưng mà có liên quan tới quá khứ không? Nó không liên quan tới quá khứ. Nó liên quan tới một cái sự việc không có thật ở hiện tại và trong tương lai. Còn cái này là gì? Ở một cái sự việc không có thật ở trong quá khứ. Được chưa? Đó, ổn không mấy đứa? Thì câu này thì đảo ngữ là như thế nào? Đảo ngữ rất là đơn giản, nhiệm vụ mấy đứa chỉ là gì? Hét. Quăng hét lên đầu và bỏ if. Được chưa? Nhiệm vụ mấy đứa chỉ còn quăng hét lên đầu và bỏ if. Được chưa? Thì các bạn mấy đứa có thể viết lại gì đấy? Thì mấy bạn viết cái ví dụ này trước nha, các bạn viết ví dụ này trước giúp thầy nha. Đó, thì câu này thì chỉ còn là gì? One hand lên đầu. Had I study harder. Rồi vế sau viết lại thôi, không còn thay đổi gì nữa. Được mấy đứa? Nhiệm vụ mấy đứa chỉ còn gì đây? Had one lên đầu. Đơn giản như thôi. Được chưa? Đó, và còn if nữa không? Không cần if nữa. Không cần if nữa. Ổn không các bạn? Ổn không? Đó. Kịp không các bạn? Kịp không? Nắm được không? Đơn giản không? Đơn giản. Đảo ngữ là bỏ if đi. Quăng hết lên đâu. Được chưa? Đó, ok ha.
Rồi thầy sẽ hướng dẫn thêm một cái nữa. Vậy câu này, vậy câu này đảo ngữ thầy coi. If my mom had got married to Mr. Smith, he she would have been rich. Giống như hồi bữa thầy nói các bạn là một cái gì đó, nếu mà gì hồi xưa mẹ tôi mà gì đây, mẹ tôi mà đã cưới cái ông Smith á thì giờ là thì gì đây thì cô ấy sẽ giàu rồi. Được chưa? Thì cô ấy đã sẽ giàu, cô ấy đã giàu rồi. Được chưa mấy đứa? Đó, ok ha. Thì câu này mình sẽ đảo ngữ như thế nào đó? Thầy mời thử một bạn nè, thầy mời Thái Nhật nè em, câu này đảo ngữ lại như thế nào em? Câu trên này nè. Dạ, thứ hai là my mom got married. Đúng rồi, đơn giản thôi. Ừ, viết lại thôi ha. Đó, thì viết lại. Đơn giản các bạn, nếu mà mẹ tôi cưới về đây chú Smith thì mẹ tôi đã giàu rồi, sẽ giàu rồi. Được chưa các bạn? Đó, đã giàu rồi. Quá đơn giản ha. Thì các bạn đã nắm cho thầy, các bạn viết vào thầy đó chính là cái phần đảo ngữ. Đảo ngữ rất là đơn giản. Ổn ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ coi phần này nữa. Cái phần này phần dễ ra thi nhất. Đây. Đây, dễ rất là dễ ra thi. Có gì đây? Without hoặc là but for. Được chưa? Đó, ví dụ như là his hat. Your, ví dụ như là your hat. I wouldn't passed the test. Được chưa? Thì câu này thì có without và but for là gì? Nếu mà không có đó, thì các bạn nhớ sau without và sau but for nó là một cái danh từ hoặc là một cụm danh từ, thường sẽ là một cụm danh từ. Cụm danh từ sẽ là sự kết hợp giữa tính từ và danh từ, gọi là cụm danh từ. Thì nếu mà không có cái sự giúp đỡ của bạn đó, thì nhớ các bạn sau without và sau but for nó là một cái cụm danh từ. Thì các bạn dịch là gì? Nếu mà không có, viết vào thầy, nếu mà không có. Được chưa? Đó thì rõ ràng này như thế nào đây? Rõ ràng bây giờ thầy sẽ có một cái tình huống là gì? Thầy dạy mấy đứa. Được chưa? Mấy đứa thi, thầy dạy mấy đứa rất là nhiều, thầy dạy mấy đứa rất là kỹ. Mấy đứa thi và mấy đứa đã đậu cái bài kiểm tra. Được chưa? Mấy đứa đã đậu một bài kiểm tra. Thì bây giờ mấy đứa nói lại gì? Ôi, cảm ơn thầy. Nhờ thầy mà chúng em đã đậu bài kiểm tra. Nếu mà không có sự giúp đỡ của thầy thì tụi em sẽ không đậu bài kiểm tra. Thì rõ ràng cái này nó có trái ngược với một sự việc trong quá khứ không? Trái ngược. Việc mấy đứa đậu nó đã xảy ra chưa? Xảy ra chưa? Xảy ra rồi. Đậu chưa? Đậu rồi. Được chưa? Đó, nhưng mà giờ thầy này đi. Em sẽ không được đậu bài kiểm tra. Rõ ràng nó trái ngược lại so với quá khứ. Quá khứ là mình đã đậu rồi, nhưng mà trái ngược với quá khứ là gì? Em sẽ không đậu bài kiểm tra. Được chưa? Thì kiểu như cái này đang cảm biết ơn thôi mấy đứa. Cái này thường là biết ơn. Nếu mà không có sự giúp đỡ của thầy á thì em sẽ không, bây giờ đây, em sẽ không đậu được bài kiểm tra. Mấy đứa nắm được chưa? Đó, đó thì câu này thầy chuyển lại là gì? Câu này chuyển lại là gì? Nếu mà gì? Nếu mà thầy không giúp em. Được chưa? Nếu mà bạn không giúp em. Nếu mà bạn không giúp tôi, đúng không? Do hết thì nếu mà bạn không giúp tôi. If you, phủ định tôi. Hết gì đây? Hadn't. Được chưa? Giúp tôi. Thì cái này động từ. Được chưa? Had helped me. Rồi viết lại. Mấy đứa nắm được không? Đó. If you hadn't helped me. Thì câu này. Nếu mà. Câu này là gì? Nếu mà không có sự giúp đỡ của bạn thì câu này một cái danh từ. Nếu mà không có sự giúp đỡ của bạn thì ta nói gì? Nếu mà bạn không giúp tôi thì tôi sẽ không đậu được bài kiểm tra. Được chưa? Thường cái này là nói để một cái này thường thôi. Đó chính là mình nói ra về cái sự nói về cái sự biết ơn. Được chưa mấy đứa? Đó, hoặc là câu này thầy đảo ngữ như nào? Đảo ngữ bình thường, quăng hết nhưng mà gì? Had not cho thầy, had didn't cho thầy. Không có had not nữa. Được chưa? Đó, hadn't you helped me, như vậy thôi. Thì đảo ngữ quăng hết đình cho thầy luôn. Không có head not nữa. Không có head not nha mấy đứa. Head đình cho thầy luôn. Được chưa? Đó. Kịp không mấy đứa? Kịp không? Cái phải là I wouldn't have passed chứ hả thầy? À đúng rồi, chính xác, thầy quên. Em đúng rồi, thêm cho thầy chị Hà, thầy nhầm. Được chưa? Trời ơi, khổ ghê, đúng rồi. Thầy lo bị liệu thì mấy đứa thêm vào thầy nha, đúng rồi đó. I wouldn't have passed. Rồi, thêm vào thầy nha. Trời ơi, trời. Được chưa mấy đứa? Đó. Thầy nói rồi, lâu lâu thầy bị gọi là bị lát á thì mấy đứa nhắc thầy nha. Ổn các bạn, đơn giản không? Phần này đơn giản. Dễ kiếm điểm không? Quá là dễ kiếm điểm. Được chưa? Dễ ẹt. Đó, thì nãy giờ thầy hướng dẫn các bạn là gì? Cái đầu tiên là những cái gọi là một số cái kiến thức thêm là gì? As long as, so long as, provided that. Nhớ vui lòng. Rất là dễ quên nghĩa nha mấy đứa. Vui lòng nhớ, miễn là. Rồi sau đó chữ in case thì quá đơn giản là phòng khi. Còn unless thì gặp rất là nhiều lần. Trừ khi.
À, đối với trường hợp này là gì? Without và but for nãy thì thầy vừa mới hướng dẫn các bạn về đảo ngữ đúng không? Đảo ngữ thì gì? Bỏ if và quăng head lên đầu. Được chưa? Phủ định thì quăng heading lên, không có head not nữa. Được chưa? Và thêm một cái là gì? Nếu mà không có without hoặc là but for. Được chưa? Đó. Đề thi năm nay nó không ra. Đề thi năm vừa rồi nó không ra. Thầy nghĩ là năm nay nó sẽ ra lại. Được chưa? Năm trước nó đã ra rồi. Năm trước nữa nó đã 2019, 2020 đã ra rồi. Được chưa? Thì năm của mấy đứa năm năm 2020, 21 thì chưa ra, thì năm sau mấy đứa sẽ ra. Được chưa? Rồi. Kịp không các bạn? Kịp không? Nắm được không? Các bạn nào thắc mắc nói thầy nè. Đó, để thời gian để thầy thì nói mấy đứa có ai thắc mắc thì nói thầy nha. Cứ im là thầy buồn lắm á. Trời ơi, con dán ăn bướm. Trời ơi, con bướm thầy tưởng dán phản bướm. Để nó coi. Nó bay vô nhà. Rồi, kịp không các bạn? Kịp không? Vậy bây giờ mình thử sẽ thử làm bài tập nha. Giờ bài tập nó sẽ gọi là nó sát với đề thi của mấy đứa. Bài tập nó sẽ sát với đề thi mấy đứa. Rồi, vô làm nha. Rồi, vô làm. Rồi, vô thử nha. Rồi, thử một bạn làm thầy nè. Ủa cái gì đây? Rồi, một bạn làm thầy nha. Thầy mời Phạm Ngọc nè em. Phạm Ngọc đó rồi. Giờ thầy sẽ hướng dẫn từ vựng mấy đứa. Được chưa? Rồi, erupt tính từ. Thầy đã dạy các bạn rồi. Các bạn nào nhớ chữ erupt nó mang nghĩa là gì không? Ai nhớ chữ erupt mang nghĩa là gì? Abrupt, thầy dạy rồi mà đúng không? Tính từ là gì? Đột ngột. Được chưa? Đột ngột. Được chưa? Đột ngột. Tính ra mấy từ vựng là thầy dạy mấy đứa hết rồi đó. Đột ngột hoặc là bắt chợt của mấy đứa. Đột ngột, bắt chợt, bất ngờ vậy đó, tùy mấy đứa. Được chưa? Tiếp tục thầy có chữ spoil. Spoil động từ là gì mấy đứa? Động từ là gì mấy đứa? Spoil. Nuông chiều, đó đó là gì? Đó là một cái nghĩa đen của nó đúng không? Nghĩa bóng của nó, nuông chiều hoặc là làm hư. Làm hư là mình đang nuông chiều đó. Làm hư nè, hoặc là gọi là phá hủy nè, phá hỏng nè. Được chưa? Đó. Làm hư, phá hỏng, cái này một cái từ tiêu cực. Spoil, làm hư hoặc là phá hỏng. Được chưa? Viết vào rồi sau đó Ngọc dịch giúp thầy nha. Ngọc viết rồi sau đó Ngọc viết nghĩa rồi sau đó Ngọc dịch giúp thầy nè. Dĩ thầy nè. Thầy, dạ thầy, thưa thầy là một khi nó không còn hảo, cái kết thúc đột ngột của cái kết thúc đột ngột của ai của nó đó, đúng rồi. Để làm hư. À, làm hư hả? Làm hư gì? Làm hư nó hả? Đã hỏng. Đã làm phá hỏng. Đã dạ, khi em phải dịch mấy đứa dịch cho nó hiểu nghĩa tiếng Việt đi, em nói phải cho người Việt nó hiểu. Dạ, là gì? Dạ. Là bộ phim nó thật sự nó không hoàn hảo. Bởi vì sao? Cái kết đột ngột của nó đã phá hỏng mọi thứ. Đó, kể nó dạy thêm chứ thầy. Ổn à, thì câu này em làm thử thầy coi coi. Đó, em làm vừa dịch thầy. Được chưa? Thầy chọn hiểu thầy nè. Coi kỹ nha. Rồi, chọn đi Ngọc. Cái này đang ở hiện tại hay đang ở quá khứ em? Cái này đang ở hiện tại hay đang quá khứ? Dạ hiện tại. Ở đang ở hiện tại, đúng không? Đó, thì nó như nào đây? Dạ, con B thầy. À, thì chị giữ thầy coi. Con B em giữ thầy coi. Miễn là bộ phim kết thúc đột ngột, nó sẽ không hoàn hảo. Tự làm sao tự nhiên miễn là bộ phim em đọc xong em có hiểu không? Em đọc xong có hiểu không Ngọc? Dạ. Đọc xong có hiểu không? Để em làm lại. Rồi làm lại đi. Dạ. Thì câu này dễ mà. Thì thôi làm song song với em nè, khổ ghê á. Câu số 1 em về thử coi. Em dịch cho thầy con số con A thử coi. Thầy đã nói em làm thì em vừa làm vừa dịch giúp thầy chứ nó hiểu nghĩa thì em phải làm với thầy.
Thì em dịch lại câu số A coi, câu A coi. Dịch với thầy câu A. Dạ. Một phim sẽ hoàn hảo nếu nó có, nếu nó kết thúc đột ngột. Thì câu này đúng không? Dạ không thầy. Không, thì câu này nó đúng thì em phải nói lại như thế nào? Nó đúng thì nó phải như thế nào? Nếu bộ bộ phim hoàn hảo thì nó phải có kết thúc đột ngột. Cái gì vậy trời? Trân đang nhắc là, Ngọc đúng không? Nó lại không. Trân đang nhắc Ngọc đúng không? Ai cho nhắc? Thầy. Ồ quá em không có nghe thầy. Em không nghe thôi thầy. Thầy nghe rõ ràng là có một bạn đang nhắc em. Là Trân nhắc đúng không? Đọc mấy câu này nó đơn giản như là tiểu học vậy mà phân tích cũng được là sao? Bộ câu này câu đề là gì? Bộ phim nó không hoàn hảo. Cái kết thúc đột ngột của nó đã làm phá hỏng nó. Thì câu này em ước là gì? Nếu bộ phim nó sẽ gì đây? Nó sẽ hoàn hảo. Nếu mà nó gì đây? Nói gì em thì nói lại. Nó phải nói ngược lại là gì? Nói ngược lại là bộ phim nó sẽ hoàn hảo nếu nó không có kết thúc đột ngột. Ừ, nếu mà nó không kết thúc đột ngột thì câu này đúng á. Thì phải thêm gì vào thầy? Câu này đúng phải là gì đấy? If it gì đấy? If nó không thì như thế nào? Nó đang hiện quá khứ đơn như này em biến thành nó phủ định thôi mà làm cũng không được nữa là sao em Ngọc? Thầy là didn't thầy. Didn't gì? Didn't in. Hiểu không? Đúng của nó phải như thế này thì mới nó hợp lý. Nhưng mà tại sao dùng câu điều kiện là 2? Tại sao dùng câu điều kiện là 2? Thưa thầy là một sự việc không diễn ra trong không có thật trong quá khứ. Cái gì mà đi mà đến hiện tại và tương lai. Cái gì vậy trời? Em đang nói gì vậy? Sao mà thầy em là một tình huống không có thật. Ở đâu? Ở một tình ở hiện tại. Đúng rồi, thì hiện tại là gì đây? Hiện tại sự thật của nó là gì? Là bộ phim nó không hoàn hảo bởi vì cái kết thúc đột ngột của nó đã làm phá hỏng tất cả. Thì cái này là một cái sự thật của nó, đây là một cái hiện tại đơn. Phải dùng hiện tại đơn thì mình gì đấy? Mình muốn thay đổi nó, được chưa? Thì nó là một cái gì đây? Sự việc nó không có thật ở hiện tại. Được chưa? Bộ phim nó sẽ tuyệt vời hơn nếu mà gì đây? Nó không kết thúc một cách đột ngột. Được chưa? Bởi vì tại sao như này dùng abruptly? Bởi vì thầy có trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Nhưng mà xí, thầy đang hỏi nè. Đang ở quán cà phê hả? Ngọc. Đọc Ngọc đó rồi. Đang hỏi mày đâu vậy? Dạ đúng rồi thầy. Ủa nhưng mà từ sao ra quán cà phê học với em? Từ nay về sau là thầy không chấp nhận các bạn. Dạ đúng rồi thầy. Nhưng mà tại sao ra quán cà phê học? Dạ chỗ nhà em tụi em đang bị cúp điện nên mới đi học chung vậy thầy. Ủa vậy hả? Đang cúp điện thiệt hả? Dạ. Có thiệt là con đang dạ, cúp điện không? Dạ đi học vậy thầy. Rồi cho nên từ nay về sau á, thầy không mong các bạn là gọi là đi ráng qua các quán cà phê học nha. Được chưa? Trừ cái trường hợp là cúp điện thôi chứ không tuyệt đối là không bao giờ ra quán cà phê. Nó gọi là nó bị sao lãng lắm, là không bao giờ ra. Được chưa? Thì câu này em có chọn không? Câu A có chọn không? Có một câu thôi mà em quằn thầy gì quằn dữ vậy em? Chọn không Ngọc? Dạ không thầy. Rồi câu B có chọn không? Dạ không. Câu C em dịch thầy coi. Trừ khi bộ phim có cái kết đột ngột nó sẽ không hoàn hảo. Là sao thầy không hiểu? Trừ khi bộ phim nó kết thúc một cách đột ngột nó sẽ không hoàn hảo. Em đọc xong có hiểu không? Không. Vậy em nãy giờ em đã đọc của thầy câu D chưa? Dạ chưa thầy. Mấy đứa thấy chịu nổi không mấy đứa? Nghĩ sao tới giờ đặt câu hỏi vậy? Thầy đang hỏi để đọc câu D chưa? Dạ chưa, mà trước giờ thầy đã dạy mấy đứa là gì? Làm tất những cái câu này phải đọc hết thầy A, B, C, D. Y như là đứa tiểu học vậy Ngọc. Dạ chọn câu D thầy. Tại sao chọn? Em trả lời mọi người coi. Thưa thầy là dịch ra là nếu mà không có cái kết đột ngột thì bộ phim sẽ hoàn hảo. Nhưng tại sao nãy không vừa vào đọc câu D?
Vậy em chưa nhìn kịp. Rồi như sao bây giờ nó gọi là có một cái một điều nó rất là đơn giản là thầy đã nói các bạn rồi. Đọc hết câu trả lời rồi mới chọn. Chứ chẳng lẽ em không có suy nghĩ cái việc là câu trả lời đã sai nằm câu D hả? Làm cái gì mà kỳ cục không biết nữa. Rồi câu số 2 nè các bạn. Đúng không? Nói đúng không? Bực không mấy đứa? Rồi thầy mời Nguyễn Nhung giúp thầy nè. Nguyễn Nhung câu số 2 giúp thầy nè. Dạ thưa thầy, em chọn câu A. Rồi, đã đọc hết chưa? Đọc kỹ chưa? Ờ thôi, từ từ, xí 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 xí. Xí xí xí. Thôi, cái phần này là chỉ if on để chỉ wish là thì dạy thôi, bỏ đi, bỏ đi. Rồi em làm thầy để có thầy coi. Rồi, thầy mời em làm thầy câu số 3 nè. Em dịch trước đi, em dịch trước đi. Em làm song song em coi à, câu A nó ổn không? Được chưa? Thì đọc trước đi, dịch trước thầy, thầy làm song song với em. Giờ dịch hả thầy? Ờ dịch đi, dịch đi. Dạ người người tuyển, người ứng tuyển được, người ứng cử viên. Dạ ứng cử viên được được cho một việc làm bởi vì anh ấy là một người trả lời xuất sắc. Cái gì vậy? Bởi vì anh ấy là người trả lời xuất sắc là sao? Em phải dịch nè. Bởi vì đây, bởi vì cái gì em? Sao because of nó phải là một cái gì? Cụm danh từ. Một cụm danh từ thì bởi vì nhờ vào cái gì đấy? Bởi vì cái gì đấy? Những cái sự cái những câu trả lời xuất sắc của anh ấy thôi. Được chưa thì được cho một công việc hả? Em dịch cho thầy chỉ công việc một công việc đâu ra? Câu trả lời xuất sắc của anh. Thì câu này ứng cử viên được offer cái công việc, biết công việc nào chưa? Dạ chưa thầy. Tại sao biết chưa? Nó chưa biết công việc nào? Tại vì nó chỉ kêu là một công việc. Chữ một đâu, em chỉ thầy có một đâu. Dạ dạ tại vì kêu là công việc. Vậy một đâu, em chỉ thầy một đâu. Vậy công việc này biết công việc nào chưa? Dạ chưa. Tại sao biết nữa chưa? Chị chỉ giờ nó mang ý nghĩa làm gì em? Nhung. Dạ tại vì nó chỉ nói chung chung thôi. Cái gì mà nói chung chung em? Thầy đã dạy em về mẫu từ chưa? Nhung. Dạ rồi thầy. Rồi em học xong em có hiểu không? Dạ rồi thầy. Dạ. Mẫu từ là có gì? Dạ, dạ hiểu thầy. Mẫu từ nó có gì? Dạ, the, sử dụng khi nào? The dạ, sử dụng khi nào? Khi nào sử dụng an? Dạ, the sử dụng khi một. Dạ, an là không xác định, còn the là xác định. Vậy cái này đã xác định chưa? Dạ rồi thầy. Cái gì mà kỳ cục vậy em? Nhung là về nhà coi lại bài mẫu từ thầy nghe chưa Nhung? Dạ dạ. Sao mới giờ mà còn ngơ ngác gì các bạn? Em không phải là một bài mẫu từ đâu nha, là bài những từng bài từ trước tới giờ nghe chưa Nhung? Dạ thầy. Mới tuần trước thầy thấy đã có tiến bộ học từ vựng là nhớ, sao ngày tuần nay bị sao vậy? Thì câu này dịch lại thầy coi vậy đây, cái ứng cử viên được gì đây, được mời cái công việc, được nhận cái công việc bởi vì cái gì, những cái câu trả lời xuất sắc của anh ấy. Thì câu A gì thầy coi. Câu dạ, A chọn không? Cái công việc đó được. Dạ, dạ không. Không, bỏ. Được chưa? Dạ. Tiếp tục câu B vậy đây. Dạ. Cái câu này đang sự việc này đang ở xảy ra ở thời điểm nào? Cái câu này đang thời điểm nào đây? Thời điểm nào em? Dạ, thưa thầy là quá khứ. Quá khứ. Câu A đúng rồi là. Dạ. Không, thầy đang câu tiêu đề này đang ở thời điểm nào đây? Dạ, ở quá khứ. Quá khứ. Đó, thì câu B, thầy đang dịch thử ta coi. Câu B ổn không? Dạ thưa thầy là. Dạ không. Thầy gì thầy coi. Nếu nó không được nó không được
gì mà dịch mà chán như vậy em? Nếu mà nó không nhờ vào cái gì đây, những câu trả lời xuất sắc của người ứng cử viên, yeah, thì anh ấy gì đây? Thì có thể sẽ không có có được cái công việc đó. Thì em dịch lại thử coi, nãy thầy Dũng dịch, em dịch thầy coi nó có ổn hay không? Dạ, nếu mà nó không nhờ vào cái những câu trả lời xuất sắc của người ứng cử viên thì anh ấy sẽ không có được cái công việc đó. Cái này hợp lý không? Dạ, hợp lý thôi. Hợp lý thì từ từ em để cái câu đó, rồi câu C thử coi. Dạ, cái người ứng cử viên đã trả lời một câu hỏi. Cái gì mà một câu hỏi vậy? Có gì em nói là trả lời một câu hỏi không em? Rằng tới giờ mà xuất sắc rằng gì đấy? Trả lời câu hỏi, dạ. Dạ, xuất sắc. Và thôi em dịch lại từ đầu, dịch lại từ đầu thầy coi. Thầy đã dạy em show that chưa? Thầy đã dạy em show that chưa? Dạ, là quá đến nỗi mà cái người ứng cử viên đó đã không có quá đến mỗi mà câu hỏi. Nói chung em hiểu đi, em dịch sao em hiểu đi, rồi sau đó em hiểu tiếng Việt trước đi, rồi sau đó nói với thầy. Thầy đã dạy các bạn là so that là gì? Vế phía trước đó là cái nguyên nhân, vế sau đó chính là cái kết quả. Được chưa? Thì nguyên nhân là gì? Trả lời xuất sắc và kết quả là gì? Như thế nào đó thì nói lại thầy coi. Dạ thưa thầy là cái người ứng cử viên đó đã sẽ trả lời câu hỏi xuất sắc đến đến nỗi mà anh ấy có thể có được cái công việc đó. Cái này thầy không dịch là có đến nỗi mà nữa. Em dịch là nên cho thầy. Thầy vừa mới nói em cái vế phía trước là nguyên nhân, vế sau là cái kết quả. Cho nên tùy trường hợp, không phải lúc nào các bạn sử dụng đến nỗi mà. Thầy đã dạy các bạn một lần rồi. Đó chứ là gì? Vế phía trước là nguyên nhân, vế sau là kết quả. Em dịch thêm chỉ nên. Câu này phải dịch là rất là gì đó và nên lại thầy coi. Dạ. Dạ thưa thầy là cái người ứng cử viên đó đã trả lời câu hỏi rất xuất sắc nên anh ấy có thể có được cái công việc đó. Câu này có chọn được không? Dạ, cũng được luôn thầy. Tại sao cũng được? Dạ, từ từ. Dạ. Em thấy có cái từ nào mà có vấn đề trong trường hợp này? Dạ, dạ là mai. Tại sao phải mai nó lại có vấn đề? Dạ, cái đó chỉ là kiểu có có thể, còn đối với trường hợp này đã chắc chắn chưa? Chắc chắn. Ừ, chắc chắn rồi, cho nên là chọn bỏ thầy. Nếu mà đúng thì em bỏ mai và chữ get phải như thế nào? Bỏ mai đi đúng không? Và chữ get phải biến thành gì? Dạ, có got. Đúng rồi, hiểu không? Đó, cho nên từ nay về sau em viết vào thêm cho thầy một cái nữa nha. Các bạn còn lại bị quên thì viết vào thầy. So that, thầy nói chung là em cũng có học đó, là rất gì đến nỗi mà. Nhưng mà đối với trường hợp này nó còn là một cái nguyên nhân và một cái kết quả, cho nên từ nay về sau là Nhung là phải coi phía trước nó phải cái câu này phải nguyên nhân kết quả không em Duy Nhung. Viết vào cho thầy nha. So chấm chấm that, that rất gì đó nên viết vào cho thầy nha. Đó, rồi em viết xong rồi em dịch thầy câu D nè. Dạ là bởi vì nó làm một công thật là quả là một công việc tốt. Người ứng cử viên đã cố để trả lời câu hỏi một cách xuất sắc. Ổn không? Dạ không. Không, thì câu này phải chọn câu gì đây? Dạ câu B. Ừ đúng rồi. Đó, tại sao câu B dùng là tại sử dụng câu điều kiện lại 3 em? Dạ thưa thầy là tại vì nó đã xảy ra ở trong quá khứ. Cái việc nào đã xảy ra trong quá khứ? Cái việc nào đã xảy ra trong quá khứ? Dạ thưa thầy là anh ấy được tuyển. Đúng rồi, được tuyển. Còn cái này người ta đang giả định, em hiểu không? Trường hợp này người ta đang giả định. Nếu mà không phải là nhờ vào những câu trả lời mà xuất sắc của người ứng cử viên thì có thể là anh ấy đã không được nhận công việc. Các bạn hiểu được không? Thì đối với trường hợp từ nay về sau các bạn hadn't been for gì đó. Đó thì các bạn nhớ là gì? Nếu mà không nhờ vào, các bạn nhớ hadn't been for. Các bạn có gì là nếu mà không nhờ vào. Ổn mà, nắm được chưa Nhung? Hiểu được chưa? Dạ rồi thầy. Cố gắng tập trung vào lần sau nữa thầy nha. Dạ. Rồi, câu số 4 với thầy nè. Thầy mời Nhung, bạn Nhung còn lại với thầy nè Nhung. Nhung nãy giờ kịp không Nhung? Nhung nãy giờ kịp không? Dạ, em thì
Rồi, thử thật coi. Để em được trước nha mày. Ừ. Dạ, câu 4 có nghĩa là tôi đã không chú ý tới giáo viên. Tôi không hiểu được, tôi không hiểu bài đó. Đúng rồi, theo tôi thay dạy các bạn là không, đúng không? Tôi đã không chú ý cái bài giảng của giáo viên. Tôi đã không chú ý cái bài giảng của giáo viên. Tôi đã không hiểu cái bài giảng đó. Đó thì câu này em chọn thầy luôn. Đọc kỹ A B C D cho thầy. Dạ là em chọn câu C. Câu C, vậy câu C diễn thầy nè. Dạ, câu C nghĩa là tôi sẽ hiểu bài nếu tôi để ý đến, tôi chú ý đến giáo viên. Đúng rồi. Đó, hiện tại là em đã chú ý đến mấy giáo viên chưa? Hiện tại này chưa. Ở trong quá khứ các bạn chưa, thầy xin lỗi không phải hiện tại, ở quá khứ là các bạn chưa, cho nên các bạn ước được chưa? Đó, tôi sẽ gì đây hiểu cái bài giảng nếu mà gì đây, nếu mà tôi tập trung vào người giáo viên. Rõ ràng là mấy đứa không gì đây, ở trong quá khứ là mấy đứa không tập trung nên là mấy đứa không hiểu cái bài giảng đó, cho nên là gì, mấy đứa giả định cái trường hợp là nó không có thực ở quá khứ, thì cái việc nào không có thực, không có thực ở quá khứ là cái việc mấy đứa không tập trung đó. Ok, chứ mấy đứa ngược lại gì, mấy đứa đang giả định nếu mà mấy đứa tập trung á thì mấy đứa sẽ hiểu được cái bài giảng, thì câu này là câu rất là dễ, được chưa? Đó rồi, câu số 5 là thầy mời bạn tiếp theo. Thầy mời Như Quân. Em Như Quân nãy giờ có hiểu không Như Quân? Dạ hiểu. Rồi em có biết chữ tutor mang nghĩa là gì không? Dạ tôi thầy là gia sư. Gia sư, được chưa? Đó, ok ha. Thì thật ra chữ thì gia sư cũng được. Rồi thì chị giúp thầy coi. Thầy là nếu mà không có sự giúp đỡ của gia sư của tôi không thể làm ra một cái bài phát biểu tốt như vậy. Đúng rồi, thì tôi đã không có, em gì đã có thầy thôi, đừng có tạo để chưa, thì tôi đã mà nếu mà không có sự gì, có sự giúp đỡ của cái người gia sư của tôi thì tôi đã không có thể có một bài phát biểu hay đến như vậy, để chưa? Đó thì câu này em thử là coi. Thưa thầy là em chọn câu B. Tại sao câu B nè? Đó, câu B. Thì câu B em gì thế coi. Thế là nếu mà nhưng mà đây là câu sự... đây là câu điều kiện loại mấy đây? Đây là câu điều kiện loại 2. Đây cái kêu loại có 2. Là chứ... tưởng tượng. Ở đâu tưởng tượng đâu? Đó là mà tưởng tượng. Câu điều kiện loại 2 dùng để làm gì đây em? Câu điều kiện loại 2 dùng để làm gì đấy? Thế là một sự việc không có thật ở hiện tại. Một sự việc không có thật hiện tại, nhưng mà câu này nó có đang ở hiện tại không? Dạ không. Nó đang ở đâu đây? Đúng cái em đã thấy nó đã nguyên một cái mớ này rồi mà, đúng không? Nguyên là cái mớ này rồi mà còn ở hiện tại đâu nữa. Đúng không? Cho nên giờ có bê ổn không? Nhưng mà em đã đọc kỹ là câu C của D chưa? Chưa đọc kỹ sao mà đã làm rồi, giống như là bạn hồi nãy rồi. Phải phân tích kỹ từng câu với thầy. Thầy là em chọn câu C. Ừ, câu C thì gì cho thầy coi. Thầy là nếu mà không nhờ vào sự giúp đỡ của Giê-xu của tôi, tôi đã không có bài phát biểu tốt. Cái kiểu ổn ha. Đó thì câu B nếu đúng thì em sửa lại giúp thầy coi. Câu B nếu đúng em sửa lại giúp thầy. Câu B nếu đúng em sửa lại giúp thầy. Nếu mà người giáo sư đã không giúp đỡ tôi thì nói lại như thế nào? Như vậy dùng câu điều kiện là mấy, lại điều kiện là 2, điều kiện là 3. Thứ hai là loại 3. Thì nói sao? If gì đấy? My tutor had done. Đúng rồi. Had done gì đấy? Had thêm ed. Đúng rồi, had rồi sau đó viết lại đúng không? Đó, had me rồi viết lại. Được chưa? Nếu mà đảo ngữ. Còn viết sau phải như nào? Phải gì ai vậy đấy? Couldn't. Đúng rồi. I couldn't have. Được chưa? May viết lại đúng không em? Rồi, ổn mát. Thì câu này đảo ngữ thì như nào em? Giải bộ đảo ngữ thì như nào? Câu này là had done my tutor. Rồi viết lại hả? Đúng rồi, đó. Hadn't my tutor helped me. Vì rồi viết lại thôi. Được chưa bạn? Hadn't my tutor helped me. Đơn giản các bạn. Đó. Nếu mà vì người giáo viên, người gia sư của tôi không giúp đỡ tôi thì tôi đã không có thể ở đây có một cái bài gọi là bài phát biểu hay đến như vậy. Được chưa mấy đứa? Search như vậy. Thầy đã dạy bạn chưa? Dạy hết rồi. Đúng không? Đó, ok ha. Rồi, câu số 6. Có bạn nào chưa nắm câu này thầy nói lại nè. Có bạn nào chưa nắm không? Các bạn nào chưa nắm không? Vậy nắm hết đúng không? Rồi, vậy câu số 6 nè, thầy mời Thúy Tiên nè, Thúy Tiên. Dạ, em đây nè. Rồi, từ vựng thầy dạy hết chưa? Seatbelt là gì? Cái dây an toàn. Rồi, survived là gì? Sống sót. Sống sót, đó, rồi thử ra coi.
Em chưa có động đến Ừ thì làm đi, làm đi, làm đi. chúng tôi đã sống sót sau cái tai nạn đó vì chúng tôi đã thắt dây an toàn. À, thì bởi vì lúc đó là chúng tôi đã đang thắt dây an toàn. Được chưa? Đó thì câu này sử dụng câu này đọc kỹ từng câu từng câu. Nhưng mà mấy đứa nhớ nha, đối với trường hợp này dịch á thì nó có thể hợp nghĩa nhưng mà quan trọng là cái ngữ pháp, giống như câu này đúng không? Hồi nãy rõ ràng là do gì đây? Do gọi là bạn nào đang quên là quên à. Dịch cái câu này nó hợp lý nghĩa nhưng mà về ngữ pháp nó vẫn chưa ổn, bởi vì mấy bạn phải coi tại nó rồi, cộng một câu các bạn vui lòng phải coi là đang ở thời điểm nào. Đúng các bạn? Đó thì rõ ràng cái này ở trong quá khứ hết đúng không? Trong quá khứ rồi. Được chưa? Thì em phân tích tử thôi coi, chọn câu nào? Bốn câu ABC phân tích kỹ rồi chọn thôi. Thầy có cho thời gian các bạn làm mà, thầy cho thời gian làm mà. Em nghĩ câu B. Rồi, thì câu B dịch như thế nào? Câu B là nó đã ngủ. Thì dịch đi, dịch đi. Vậy là chúng tôi đã tắt cái dây an toàn nên chúng tôi không em nhận một hành. Ha 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 ha, cái gì? Vậy là chúng tôi đã tắt cái dây an toàn, chúng tôi đã tắt cái dây an toàn Ủa, nên chúng tôi đã không. là sao? Câu này phải em dịch là nếu với thầy chứ, nếu với thầy chứ. Nếu chúng tôi không thắt dây an toàn thì chúng tôi không sống sót sau cái tai nạn đó. Được chưa? Đó, nếu mà chúng tôi không thắt dây an toàn thì chúng tôi gì đây? Sẽ không sống sót cái tai nạn đó. Đúng không bạn? Đó, ok ha. Rồi. Ủa xí, xí, xí mấy đứa. Hồi nãy thầy đang bị lát rồi, nãy thầy bị lát rồi. Đó, thật ra cái này đúng của nó phải là gì? Đảo ngữ các bạn xử lại giúp thầy nha. Đảo ngữ là hét gì đó, nót. Trời ơi, thầy chết rồi. Trời ơi, khổ quá. Đó, hét gì đây? Hét cộng chủ ngữ nha mấy đứa, sửa lại giúp thầy nè, đảo ngữ nè, hét cộng chủ ngữ cộng nó giúp thầy đó, rồi sau đó cộng động từ cột 3. Trời ơi nay lát quá. Rồi hét cộng chủ ngữ cộng nó cộng động từ cột 3, cho nên là sửa lại giúp thầy nha, nãy thầy bị lát đó, khổ ghê. Thầy cho em hỏi hai cái câu A với câu C đó mà. Ừ, câu A câu C như thế nào em? Dạ em thấy nó như nhau mà. Đây coi, em dịch đây, em dịch với thầy coi. But for, but for là gì? Thì chúng tôi gì đây? Nếu mà không có giấy an toàn chung, nếu mà không có mà em tưởng tượng không, nếu mà không có cái giấy thắt an toàn thì chúng tôi sống sót hả? À, hiểu được chưa? Hiểu được chưa Thủy Tiên? Đó thì chúng tôi sẽ không chứ đúng không các bạn? Đó ok thì các bạn sửa lại với thầy nha, hét chủ ngữ cộng nốt cộng lại từ cục 3. Chán ghê, tự nhiên hôm nay lộn gì không biết nữa. Kêu các bạn sửa lại giúp thầy nha. Rồi thì câu này rõ ràng là phải chọn câu gì đây? Phải chọn cho thầy câu B. Được chưa? Nếu mà chúng tôi không thắt dây cái dây an toàn của chúng tôi. Mấy đứa thấy gì hát thì nó không có chữ nếu mà, đứa phải dịch cho thầy. Nếu mà chúng tôi không nè, có chữ nói là nếu mà chúng tôi không thắt dây an toàn của chúng tôi thì chúng tôi có lẽ là đã sẽ gì đây, chúng tôi đã chết trong cái vụ tai nạn đó rồi. Thì rõ ràng là mấy đứa có chết chưa? Mấy đứa có sống sót không? Mấy đứa có sống sót không? Mấy đứa đã sống sót. Được chưa? Và mấy đứa có thắt dây an toàn không? Mấy đứa có thắt dây an toàn. Mấy đứa đang tưởng tượng, mấy đứa giả định là nếu mà chúng tôi không thắt dây an toàn thì chúng tôi sẽ chết, là một cái sự việc nó không có thật ở trong quá khứ. Được chưa? Đó rồi câu số 7 nè, thầy mời Minh Thư nè. Minh Thư, dạ em đang rồi. ừ, làm thầy câu số 7 coi. Dạ em dịch câu số 7 nha thầy. Ừ, dịch đi, làm từ từ thầy cũng được. Dạ. Họ đến cuộc họp muộn vì tuyết rơi khá dày. Rồi họ đã đến cuộc họp mà buồn vì cái tuyết nó dày. Được chưa? Đó thì câu này nó lại thầy coi. Nhưng mà vị này đang ở thời điểm nào? Đây là thời điểm này. Đang là thời điểm nào? Dạ. Thầy để em đọc xíu nha. Ok. Yeah. Câu này cũng dễ thôi mấy đứa. Dạ em chọn câu C. Vậy giúp thầy nè. Câu này đang ở thời điểm nào? Đang ở thời điểm nào? Dạ là đang ở quá khứ. Đúng rồi, đang quá Đang khứ. ở hiện tại. Quá à, khứ. đang ở quá khứ. Đúng rồi, ở quá khứ. Thì câu C gì cho thầy coi. Dạ, nếu không vì tuyết rơi dày, họ đã không đến cuộc họp muộn. Đúng rồi, đó. Nếu mà cái tuyết nó không rơi dày đó thì họ ở đây họ sẽ không bị đến trễ cuộc họp. Được chưa các bạn? Đó, câu B nó đảo ngữ đúng rồi, nhưng tại sao câu này nó lại sai? Câu B tại nó sai em.
Tại sao cô B nó sai? Đâu vậy? Tại sao cô B nó sai Minh Thư? Tại sao cô B nó sai? Dạ, vì nó sai nghĩa thôi. Là sai nghĩa, nhưng mà nếu em sửa thì em có cơ hội sửa, em sẽ sửa như thế nào? Nếu có cơ hội sửa em sửa, chỉ còn thêm chữ gì vậy thôi. Đúng rồi, would định chứ thầy, không có could định. Được chưa? Would not, đúng không các bạn? Đó, thì đảo ngữ là nó y chang như nếu mà trời nó không mưa, nó không tuyết rơi dày. Được chưa? Thì rõ ràng cái này gì? Người ta từ danh từ, người ta biến thành động từ, và từ tính từ người ta biến thành trạng từ. Hiểu mấy đứa? Đó, còn câu A là như thế nào? Câu A nó đúng khi nào? Câu A nó đúng khi nào mấy đứa? Câu A nó đúng khi mà đang nói ở hiện tại. Ví dụ, we are late because, ví dụ mấy đứa vừa mới trễ, mấy đứa vừa mới đến trễ đi, mấy đứa ồ xin lỗi chúng tôi đã bị trễ bởi vì gì đây, tuyết dày. Được chưa? The heavy snow. Thì mấy đứa nói xin lỗi, à mấy đứa ước mà nếu mà bây giờ hiện tại nè, nếu mà trời mà nó không này nó kiểu thì gì đây, chúng tôi sẽ không đến trễ đâu. Được chưa? Đang nói ở hiện tại. Nó có trái ngược với hiện tại không? Có trái ngược hiện tại, nó có liên quan tới quá khứ, đang đang ở hiện tại được mà. Hiểu không mấy đứa? Đó, ok ha. Rồi thêm một câu thầy nữa nha. Thêm một câu của thầy nữa. Rồi thầy mời Phương Trang thầy này, nãy giờ chưa nghe tiếng Phương Trang nè. Phương Trang chắc nãy giờ nắm được đúng không em? Nãy giờ nắm được đúng không? Dạ. Rồi ok, vậy thử làm với thầy nè. Dạ, giờ dịch trước hả thầy? Ừ, rồi em dịch trước thầy đi. Dạ là anh ấy đã thành công trong công việc anh ấy nhờ về sự hỗ trợ của bố mẹ anh ấy. Được chưa? Đó, thì câu này giải bộ em dùng câu điều kiện loại 3 thử coi. Nói tiếng Việt trước, nói tiếng Việt trước đi. Vậy là nếu không nhờ vào sự hỗ trợ của bố mẹ anh ấy thì anh ấy sẽ không thành công trong công việc đúng của anh ra đó, thì em chọn thử coi, con này quá đơn giản rồi đúng không? Dạ em chọn câu B. Câu B đó, thì coi em dịch lại thầy hợp lý hay không và ngữ pháp đúng hay không, thì dịch lại thầy coi. Vậy là nếu bố mẹ anh ấy không hỗ trợ anh ấy sẽ không có thể thành công, sẽ không thành công trong công việc của anh ấy, trong cái nghề, trong cái sự nghiệp của anh ấy, được công nghiệp, công việc em, cái nghề nghiệp. Dạ. Được chưa? Đó, ổn á. Hồi lý các bạn quá đơn giản. Được chưa? Câu A tại sao nó sai, nó sai chỗ nào? Câu A nó sai chỗ nào? Dạ nó phải là hết nó. Had it not chứ, hồi nãy thầy em có sửa lại chưa thầy? Đó là nãy thầy em sửa lại cho thầy chưa? Had it not đúng rồi. Đó, nó sai là sai chỗ nào? Dạ là cái phía sau phải là wouldn't have. Đúng rồi, đúng rồi. Wouldn't have. Tương tự như là câu gì? Câu C. Được chưa? Đó, tương tự như là câu gì? Câu A và câu C tương tự, chỉ còn phải thay đổi gì? Wouldn't have been. Và câu D em phải sửa là sửa như nào? Nếu mà không có sự hỗ trợ của bố mẹ anh ấy thì như thế nào? Đó thì phải sửa như. Đúng rồi, quyết định. Đó cho nên các bạn đó thì nó sẽ tổng hợp bốn câu như thế này: without, but for. Được chưa? Đó, thường cái gì without và but for sử dụng wouldn't have been hoặc là wouldn't have cộng đồng từ cục 3. Được chưa? Còn này đảo ngữ. Tạo ra bốn câu này nó gần như là y chang nhau, chỉ còn sửa lại chút xíu những cái số lỗi thôi. Được không mấy đứa? Mấy đứa nắm được cái phần này chưa? Đó, nắm được không các bạn? Thôi thầy thêm một bạn một câu nữa nha, thêm một câu nữa đi. Một câu này thì chắc cũng nó cũng tương tự rồi. Câu này, câu số 10. Thôi làm câu, tôi cho My làm thằng câu số 9 nè. Cho My tập luyện câu 9 nè. My ơi. My dạ, nãy thầy. Giờ hiểu không My? Nãy giờ hiểu không? Dạ hiểu thầy. Vậy thôi em làm cho thằng câu số 9 coi. Dạ thầy đợi xíu. Ừ cứ làm đi, cứ làm đi. Phải đặt câu hỏi đang ở thời điểm nào nha, cho nên phải dùng cái gì nó phù hợp. Đó, câu này đang ở quá khứ, câu quá khứ thì bắt buộc phải dùng câu đi còn lại 3. Để chưa, hiện tại đơn thì chắc chắn dùng quá khứ đơn. À, rồi. Dạ, câu B thầy. Câu B, tại sao chọn câu B? Em dịch thử coi câu B thử coi.
Dạ là nếu mà không có mưa nặng hạt thì họ sẽ không hủy cái sự đâu, chứ không đâu, chứ không đâu, chứ không đâu. À, nếu vậy là câu D thầy. Ừ, trời ơi, là không kỹ thấy chưa? Hiểu là một chuyện mà em dịch tùm lum thấy chưa? Em phải coi không đâu. Không có không. Dạ, nhìn đúng đồ không? Đó. Ờ chưa? Thì câu này ủa câu D tại sao nó lại có gì hát đứng đầu? Dạ đạo ngữ. Đúng thầy. Rồi, đạo ngữ. Được chưa? Câu A, em sửa là sửa như thế nào? Câu A nếu sửa thì phải sửa như thế nào? Dạ nó sửa là ở sau phải đây good than hát. Cancel thêm ID thầy. Được chưa? Hiểu được chưa? Đó, rồi Tú nãy giờ nắm được không Tú? Tú nãy giờ nắm được không em? Dạ được thầy. Được chưa? Để thầy coi có câu nào. Thôi em làm thầy câu số 12 cho Tú để cho Tú tập luyện. Để cho nãy giờ Tú chưa làm đúng không? Có bạn nào nãy giờ chưa làm nữa không? Cái này chưa nãy giờ chưa làm không ta? Vậy có hết đúng không? Đó thì câu làm gì giúp thầy nè. Install em nghĩ là gì em? Chắc là biết nghĩa đúng không? Tú làm thầy câu này nè. Tú ơi. Install là gì Tú? Install mày nghĩ là gì? Cài đặt viết vào thầy. Cài đặt. Động từ cài đặt. Động từ cài đặt. Thieves là gì em? Broken to. Chắc biết nghĩa đúng không? Thì các bạn biết là break into. Đó chính là đột nhập. Được chưa? Các bạn biết là break into là đột nhập. Break into là đột nhập. Rồi thì câu này em dịch cái câu câu đề trước nè, rồi thầy sẽ làm song song giúp em. John không cài đặt báo thức. Vì vậy những cái tên trộm đã đột nhập vào nhà của anh ấy vào tối hôm qua. Đó thì giả bộ cái này đang ở thời điểm nào đây? Thứ hai là quá khứ. Rồi thì giải bộ thì quá khứ đúng không? Thì chắc chắn là em người ta đang tiếc, thằng John nó tiếc á, thì nó sẽ nói câu nào? Anh mình là bạn của nó thì nói những câu nào? Nói tiếng Việt trước đi. Nếu gì đó đúng không? Đó thì như nào đây? Thứ hai là nếu mà John cài đặt báo thức thì sẽ tên John sẽ không được nhập vào. Đúng rồi, đó nhưng phải dùng câu điều kiện là mấy? Nhà thứ hai là điều kiện là ba. Đó thì em chọn câu nào quá đơn giản. Nếu mà John cài đặt báo thức thì những tên trộm sẽ không đột nhập vào nhà con này. Đó, quá đơn giản, quẹt rẹt cái thầy luôn. Thầy là câu D. Ờ, hiểu chưa? Đơn giản không? Đó, vậy là anh Tú đã hiểu rồi đúng không ta? Dạ thầy. Quá đơn giản. Thì câu C, nếu mà em sửa thì câu C em sửa chỗ nào nè? Câu C nếu mà sẽ sửa là sửa chỗ nào? Câu C nếu sửa là sửa chỗ nào? Ừ, đọc đi, câu C sửa giúp thầy nè. Sửa đơn giản thôi. Có biết chỗ nào sai không? Chỗ wouldn't have break. Đúng rồi. Break phải wouldn't have break. Phải wouldn't have break nữa không? Phải là wouldn't have gì? Dạ, wouldn't have broke. Broken chứ thầy chứ. Cột ba của nó phải broken chứ thầy. Hiểu không? Đó, đơn giản các bạn. Quá đơn giản. Còn những phần sau thầy sẽ gửi cho bạn làm về làm bài tập về nhà. Được các bạn. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ học sang phần khác. Được chưa? Học sang phần khác nha. Ủa sao nó bị sao vậy ta? Thoát ra chưa? Rồi thoát ra rồi. Ok. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn về đó chính là cái model verb. Được chưa? Hôm nay học thêm nửa tiếng nha mấy đứa. Học thêm nửa tiếng nữa đi. Đâu rồi? Hả? Sao? Ừ, ngày hôm nay nó bị sao mấy đứa? Ngày hôm nay bị sao á? Từ khi mà gọi là lấy cái máy về là nó bị sao á? Nãy giờ nó có bị cài giật không mấy đứa? Cài giật đúng không? Ừ, chết đi. Dạ có. Ừ, nãy học sinh là lớp kia cũng vậy. Sao kỳ vậy ta? Chưa. Máy tính mới này. Ồ, thầy muốn lắm luôn không mấy đứa? Ồ, thầy muốn lắm. Thầy muốn phơi ra thầy. Ồ. Đó bao nhiêu em? Hình như là thầy thấy đâu nếu mà như thầy vừa mới con ngày qua như 90 mấy triệu đúng không? 70 triệu. Ờ 70 triệu à. Rồi mà giờ thầy có 700 giờ sao đây? Rồi. Khổ ghê, thôi ráng thôi mấy đứa. Dịch giả mà sao dám mua. Khổ ghê, thầy tính mua cái 13 mà.
thầy cũng không thích cái 13 cho lắm, thôi thầy chắc thầy mua cái 12 mấy đứa. Ở đây có ai quen biết ai bán cái điện thoại mà ổn ổn mấy đứa? Ở trong đây mình nè, có ai quen biết rồi không? Chị em bé thì tay thì vậy. Rồi vậy thôi. Ờ vậy hả? Đó, nhưng mà chính hãng nha. Thầy tính đập hộp luôn á. Ờ rồi có gì nhắn tin thầy ha. Thầy cũng đang còn, bạn thầy nó cũng kêu mà thầy cũng tới giờ nó vẫn chưa có nữa. Thầy còn từ đầu tháng rồi, thầy muốn mua từ đầu tháng rồi mà nó kêu tới cuối tháng mà thầy chờ lâu quá khó chịu. Rồi bây giờ thầy sẽ dạy các bạn về một cái phần cũng rất là đơn giản, đó chính là động từ khiếm khuyết. Được chưa? Động từ khiếm khuyết hình như thầy có đã dạy các bạn một lần rồi đúng không ta? Đó thì những động từ khiếm khuyết đó nó đơn giản là những cái khe, những cái must, những cái should, cái may này thì ai cũng biết rồi. Được chưa? Đó thì nó dùng để bày tỏ cái khả năng, cái sự cho phép, cái nghĩa vụ, lời khuyên. Một khi mà sau những cái động từ khiếm khuyết này thì động từ phải như nào? Động từ nguyên mẫu, không còn quan tâm chủ ngữ nhiều và chủ ngữ ít nữa. Đúng các bạn? Can, must, should, may, những cái gọi là will cũng là gọi là động từ khiếm khuyết đó các bạn, là không còn phải quan tâm gọi là chủ ngữ nhiều, hữu ít. Và sau đó là động từ phải như nào? Nguyên mẫu chắc ai cũng biết rồi. Được chưa? Và thêm một cái nữa là gì? Sau nó không có động từ thì bắt buộc phải có be. Sau can, sau must, sau should, sau may, nói chung là sau động từ khiếm khuyết mà nó làm nó không phải là động từ thì bắt buộc phải có be chứ ai cũng biết rồi. Ví dụ, she can be a doctor. Cô ấy có thể là một gì đấy, bác sĩ. Được chưa? Đó thì đó, a doctor không phải động từ cho nên phải có be. Không còn không phải thêm is am or nữa chứ ai cũng biết rồi ha. Đó thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn những cái đơn giản đó chính là cái gì đây? Must. Must mang nghĩa là phải chứ ai cũng biết rồi. Được chưa? Nó là một cái yêu cầu, một cái mệnh lệnh mang tính bắt. Ủa xí thầy đã dạy mấy đứa chưa? Xí dạy chưa? Có nhớ là dạy rồi đúng không mấy đứa? Alo dạy chưa? Dạy rồi. Ừ dạy rồi trời. Dạy rồi làm bài tập rồi trời ơi, quên xàm xí đú. Được chưa? Làm rồi. Dấu hiệu gì? Thôi thầy ôm lại cho nhớ, là vì một cái yêu cầu, một cái mệnh lệnh mang tính bắt buộc. Được chưa? Dạy rồi có làm bài tập rồi đúng không? Mà mang tính bắt buộc nó thường mấy đứa thấy gì đây? Những cái quy luật, những cái quy định. Được chưa? Đó, bạn phải cái gì đó. Được chưa? Đó, ok ha. Rồi nhưng mà thường ở đề thi nó ra cái gì? Nó ra cái gì mấy đứa? Nó ra là cái mustn't đó. Cái must not. Must not ai chưa biết nghĩa thì viết lại thầy. Mustn't bằng must not mang nghĩa là gì? Không được phép. Các bạn nhớ nha, mustn't bằng must not mang nghĩa là không được phép. Đây, nghe đây nè. Không được phép là cấm luôn mấy đứa. Cấm luôn. Được chưa? Ví dụ, you mustn't go out without a mask. Bạn không được phép đi ra ngoài mà không có khẩu trang. Được chưa? You mustn't go out without a mask. Bạn không được đi ra ngoài mà không có một cái khẩu trang. Được chưa các bạn? Ồ, nãy giờ thầy nói các bạn có bị rô nữa không? Có bị cái giật nữa không mấy đứa? Thấy ổn rồi. Rồi ok ha. Nãy nó mới bị thôi. Ừ, nãy mới bị thôi đúng không? Rồi. Được chưa bạn? Đó thì không được là cấm luôn á. Được chưa? Và đề thi nó ra là nó không ra là must, nó chỉ ra chữ must not thôi mấy đứa. Đề thi ra nó ra chỉ must not thôi, mà nó không ra must not mà nó ra mustn't thôi. Được chưa? Đó, ok. Thì dấu hiệu là gì? You are not allowed to go out without a mask. You are not allowed to go out without a mask. Được chưa? Đó, dấu hiệu là you are not allowed to là bạn không được phép. Thì quăng cho thầy, you mustn't. Một khi mustn't là động từ nguyên mẫu. Hoặc là you are forced to là bạn buộc là phải. Thì câu này gì? Bạn buộc phải đi ra ngoài mà phải có khẩu trang. You are forced to go out with a mask. Không được without nữa. Tự nhiên bạn gì đây? Bạn ép buộc, bạn buộc là phải đi ra ngoài mà không có khẩu trang. Nó ngược ngược không? À, phải ngược lại là gì? Bạn ép, bạn phải buộc là phải đi ra ngoài với một cái khẩu trang. Nó phải ngược lại. Hiểu không? Và hoặc là gì? Nó gì đây? It's against the rule that. It's against the rule that. Ok. Đó, ví dụ. It's against the rule that you go out without a mask. Thì câu này thầy sẽ dịch ngược lại là gì? Tắt âm thanh mấy đứa. Dịch ngược lại là gì? Bạn mà đi ra ngoài mà không có khẩu trang thì nó sẽ sai luật. Hoặc là gì? Nó sẽ sai luật nếu mà bạn đi ra ngoài không có khẩu trang. Đó, mấy đứa phải dịch nó dịch sang tiếng Việt cho người ta hiểu. Được chưa? Chứ mấy đứa đừng vậy. Nó chống lại quy luật rằng bạn đi ra ngoài không có khẩu trang. Trời, nó chất quốc à. Phải nói dịch là gì? Nó sẽ sai cái quy luật, sai cái quy định nếu mà bạn đi ra ngoài mà không có cái khẩu trang. Đó, thì dấu hiệu là gì? You are not allowed to và it's against the rule that. À, các bạn viết vào thầy, thầy nghĩ cái này cũng dễ mà đúng mấy đứa, cũng dễ mà đúng không? Đó, ok ha. Kịp chưa mấy đứa, kịp chưa? Đó, thì must. Ổn mà, thầy giờ thầy sang cái mới nha. Bởi vì cái này dạy rồi mà. Đó, chưa? Tiếp tục là cái have to. Đề thi hồi xưa mấy đứa học lớp 10, 11 đúng không? Người ta phân biệt rõ mấy đứa. Khi nào sử dụng must, khi nào dùng have to. Nhưng mà đề thi nó không bắt mấy đứa phân biệt khi nào dùng must, khi nào have to. Cho nên thầy không có dạy. Được chưa? Đó, thầy chỉ dạy vậy thôi. À, nếu mà have to nó ít ra lắm. Cái này nó ít ra mấy đứa. Ít ra lắm. Để chứ nếu có ra thì nó ra một câu, tìm câu gọi là tìm câu nào nó không đổi nghĩa, nó ra gì?
is necessary for. Được chưa? For ai đó, for someone. Được chưa? Đó, nó cần thiết cho ai đó. Ổn mấy đứa. Và ví dụ is necessary for gì đấy? For her. Được chưa? Đó, to. For her to carry out the survey. Thầy dạy mấy đứa carry out là thực hiện cái gì cuộc khảo sát ngay bây giờ. Thì thầy biết là gì? She has to carry out the survey now. Được chưa? Ai mà quên thì viết vào thầy. Have to nó cũng mang nghĩa là phải, nhưng mà nó sẽ sử dụng linh hoạt hơn. Được chưa? Nó gần y chang như là need. Need là gì? Cần từ mình khuyên thôi. Ví dụ cô ấy cần phải thực hiện cái khảo sát ngay bây giờ. Nó mang tính bắt buộc không? Không. Được chưa? Nó kiểu như nó có gấp gáp không? Không. Còn như là cô ấy phải. Được chưa? Đó, thật ra chữ must và chữ have to nó không có gọi là nhiều sự khác. Nó có sự giống nhau và nó cũng có sự khác nhau. Đề thi nó không phân biệt, nó không bắt mấy đứa phân biệt sự khác nhau, cho nên là không dạy. Được chưa? Đó, nếu mà mấy đứa học lớp 11 thì sẽ dạy. Giờ nó lên lớp 12 thì đại học nó không cần thì thôi. Được chưa mấy đứa? Đó, thì câu này thì đấy, thì câu này y chang. Đề thi nó sẽ là is necessary for her to carry out the survey now. Viết lại. She has to carry out the survey now. Đơn giản chưa? Hoặc là gì? She needs to. Đối với trường hợp này nó không phải là modal verb, nó không phải động từ kiên quyết, cho nên là động từ bình thường, cho nên phải sử dụng cho nó phù hợp. Have thì has, để chưa? Need thì thêm s vào. Hiểu mà? She needs to. Nắm được chưa? Đó, thì để thì is necessary. Quăng cho thầy. Need to, have to. Chúng một số ít. Needs to, has to. Được chưa? Đơn giản không? Quá trời đơn giản luôn. Ổn các bạn, kịp không? Kịp nha. Rồi tiếp tục. Đó, đối với trường câu khẳng định, vậy câu phủ định là gì? Don't, doesn't, didn't, need to. Được chưa? Một khi phủ định mang nghĩa là gì? Không cần phải làm gì. Được chưa? Vì nó không cần thiết. Thầy dạy chưa? Dạy rồi. Đó, ôn lại thôi. Nó không cần phải làm gì vì nó không cần thiết. Dấu hiệu is not necessary bằng is unnecessary. Được chưa? Đó, ai quên thì viết vào thầy một cái mớ này. Được chưa? Dấu hiệu is not necessary hoặc is unnecessary. Được chưa? Đó, nó không cần thiết. Hai cái này y chang nhau. Ví dụ, she doesn't have to lie anymore. Cô ấy không cần phải gì đây nói dối nữa, bởi vì cả lớp đã biết mọi thứ rồi. Được chưa? Thì câu này is unnecessary for her to lie. Được chưa? Because the whole class knew everything. Hiểu mấy đó? Đó, ok. Nắm được chưa? Cái này đơn giản cho nên thầy đã dạy rồi, cho nên nó nhanh thôi. Ổn hả các bạn? Và quan trọng đó chính là cái mớ này. Có bạn nào thắc mắc gì không? Thắc mắc thì hỏi liền cho thầy nha. Thắc mắc thì hỏi liền nè. Có bạn nào không kịp chỗ nào không? Bởi vì thầy dạy rồi. Kịp không? Rồi, kịp đúng không? Rồi, cái phần này, cái phần ám ảnh này mấy đó. Rồi, nhảy sang phần này, cái phần ám ảnh nè. Cái mớ này nè. Đó, thầy vừa mới dạy cái lớp kia xong. Đây, bây giờ sẽ học gì? Các bạn viết vào thầy. Model perfect. Thêm tên thầy nha. Model perfect. Gạch dấu sao tiếp theo thầy nha. Model perfect. Model perfect. Perfect gì đó tùy mấy đứa. Đó, ok. Thì giờ gì đây? Mình sử dụng như này. Đó chính là động từ khiếm khuyết mà nó hoàn thành. Động từ khiếm khuyết hoàn thành là như thế nào? Bây giờ thầy sẽ dạy. Được chưa? Đó. Các bạn nên nhớ là những cái động từ khiếm khuyết hoàn thành nói về những việc ở trong quá khứ. Nói về những việc ở trong quá khứ. Được chưa? Nói về những việc ở trong quá khứ. Nhớ thầy, quan trọng nhất là cái mốc thời gian. Nói về ở trong quá khứ. Được chưa? Một cái gọi là dấu hiệu, một cái mà gọi là cái model perfect nãy giờ bữa giờ mấy đứa học gì là cái gì đây? Wouldn't have hoặc là would have cộng động từ cụm 3 nó gọi là model perfect đó. Bởi vì would nó là một cái gọi là một cái động từ khiếm khuyết rồi. Would và will là động từ khiếm khuyết rồi đó. Được chưa? Hoàn thành là gì? Là phải có have và động từ cụm 3. Thì would have cộng động từ cụm 3 đó chính là cái model perfect đó. Được chưa? Nhưng ngày hôm nay thầy sẽ mở rộng thêm những phần năm nay có thể ra thi. Được chưa? Đầu tiên thầy có gì đây? Must have cộng động từ cụm 3 nha mấy đứa. Must have cộng động từ cụm 3 nha mấy đứa. Đừng có verb V2 đây. Verb 3 thầy. Được chưa? Đó, must cộng have cộng động từ cụm 3. Nó lý thuyết nó sẽ nói gì đây? Chỉ một cái sự suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ. Và nó mang nghĩa là gì? Ắt hẳn là, chắc là. Viết vào. Must have cộng động từ cụm 3. Ắt hẳn là, chắc là. Được chưa? Và mấy đứa nên nhớ là đang nói về một sự việc trong quá khứ, nhưng mà mình như là suy đoán và nó gần như là chắc chắn. Được chưa? Nó chắc 80%. Hiểu không mấy đứa? Đã ắt hẳn là. Được chưa? Một khi ắt hẳn là mấy đứa đang tự tin. Một khi ắt hẳn là mình tự tin là mình đúng. Được chưa? Nếu ắt hẳn là mấy đứa tự tin là mấy đứa suy đoán đúng. Được chưa mấy đứa? Đó, bây giờ thầy sẽ có ví dụ như đây. Đây, I called John many times last night. Là tôi đã gọi John nhiều lần vào đêm hôm qua, nhưng mà anh ấy không có trả lời.
He must have left his phone at home. Ngày hôm qua tôi gọi John nhiều lần nhưng mà không trả lời. Thì mình giữ đoạn mình gì? Mình suy đoán là gì? Ắt hẳn là anh ấy đã để quên cái điện thoại của anh ấy ở nhà. Đối với trường hợp này thì nó có trái ngược với quá khứ không? Nó đâu có trái ngược với quá khứ đâu. Nó không có ngược với quá khứ. Được chưa? Cái này là nó xảy ra trong quá khứ. Là kiểu như mình 80% là mình chắc chắn rồi. Là mình đang suy đoán. Nhưng việc này ở đâu? Đang ở trong quá khứ. Mấy đứa vui lòng nên nhớ là đang cái thời điểm này ở trong quá khứ. Được chưa mấy đứa? Đó, ắt hẳn là. Nhưng mà việc này ở trong quá khứ. Ok, đó. Bởi vì cái việc bạn ấy để quên điện thoại nó như thế nào rồi? Nó còn liên quan tới hiện tại nữa không? Nó không còn liên quan tới hiện tại nữa. Được chưa? Thật ra chữ left này là gì? Cột 3. Này, cột 3 phải quá khứ nha. Bởi vì leave và quá khứ và cột 2 và cột 3 của nó vẫn là left. Nhưng mà đối với trường hợp này phải dùng cột 3. Mà cục ba của nó vô tình là vẫn là left luôn. Được chưa? Là ác hẳn là đã để quên điện thoại ở nhà. Hiểu không mấy đứa? Đó là mình đang suy đoán một sự việc ở trong quá khứ. Ác hẳn là. Kịp không? Hoặc là ví dụ này. Tôi đến nhà của John tối hôm qua. Nhưng mà không có bất kỳ ai ở nhà anh ấy. Anh ấy chắc là ở bên nhà vợ của anh ấy. Rõ ràng đối với trường hợp này nó có động từ không? Nó có động từ đâu. At his wife's house. Ở nhà vợ của nãy thì rõ ràng đây là một cái trạng ngữ chỉ nơi chốn, đúng không? Một trạng ngữ đó phải là động từ. Cho nên một thầy nói là không có động từ thì bắt buộc phải sử dụng be. Mà đối với trường hợp mà hiện tại hoàn thành be của nó là gì? Là been, thì quăng been vào. Kìa mới đứa. He must have been at his wife's house. Chắc là anh ấy ở nhà vợ của nãy. Nhưng sự việc này giờ còn ở nhà vợ nó không? Không. Được chưa? Giờ có ở nhà vợ nó không? Không. Đó, ok. Đó, cho nên phải sử dụng cái này. Ổn ha. Nhưng mà giả bộ như vậy nè. Giả bộ nha, ví dụ. Ủa, alo. Ủa, mày có thấy con hoa nó có ở nhà không mày? À, con hoa hả? Chắc là giờ nó không có ở nhà. Thì đối với trường hợp này, thầy có sử dụng hoàn thành không? Không. Bởi vì đang nói về hiện tại. Hiện tại nó như nào? Thôi, nói sau. Hiện tại nó cũng đơn giản thôi mấy đứa. Hiện tại nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà bắt buộc nó không phải sử dụng cái này. Được chưa? Còn cái này đang sử dụng quá khứ rồi. Đang nói về kể trong quá khứ. Đó, cho nên học tiếng Anh thì mấy đứa phải vui lòng. Phải xác định đang ở thời điểm nào. Các bạn nắm kịp không? Xảy ra trong quá khứ rồi. Tới giờ còn ở nhà vợ nữa không? Không. Ở trong quá khứ rồi còn liên quan tới gì hiện tại nữa đâu. Hiểu không mấy đứa? À, nhưng mà cái việc này nó có xảy ra không? 80% nó xảy ra. Bởi vì ắt hẳn là nó chắc là mà. Hiểu mấy đứa? Đó, ok ha. Thì các bạn viết thêm ví dụ này hay nha. Đó. Rồi, tiếp tục thầy có gì đây? Should have cộng động từ cột 3. Được chưa? Thì nó mang nghĩa là gì? Nó cái thầy người ta sẽ phân tích ra là chỉ một việc lẽ ra đã phải xảy ra trong quá khứ nhưng vì lý do nào đó lại không. Được chưa? Đó, thì cái này là gì? Nó mang nghĩa là gì? Lẽ ra là nên. Được chưa? Lẽ ra là nên. Được chưa? Mấy người lẽ ra là nên thì cái việc này xảy ra không? Cái việc này nó đã xảy ra trong quá khứ không? Có xảy ra không? Nó không xảy ra và mình đang tưởng tượng ra và mình đang giả định nó ra. Nó khác với cái must không? Must là nó khác chứ. Must nó có xảy ra không? 80% là xảy ra bởi mình đang suy đoán mà. Được chưa? Còn cái should này have cộng từ của ba là mình đang gì đây? Mình đang tưởng tượng ra, mình đang giả định. Lẽ ra là nên. Thì bạn viết vào thầy. Đáng lẽ ra là nên. Viết vào nghĩa thầy nha. Đáng lẽ ra là nên. Ổn ha? Đáng lẽ ra là nên. Đáng lẽ ra là nên. Thầy cho ví dụ nè. Last night, có ví dụ này nha. Last night, I went to bed very early, very late. Tối hôm qua là tôi đã đi ngủ rất là trễ. Được chưa? Vì vậy là tôi đã trễ cái chuyến xe buýt vào sáng nay. Đó, ok ha. Đây, câu này nói lại gì? Tối hôm qua là tôi đã đi ngủ trễ, rất là trễ. Vì vậy là tôi đã lỡ cái chuyến xe buýt vào sáng nay. Thì mấy đứa ước là gì? Đáng lẽ ra là tôi không nên đi ngủ trễ. Được chưa? Đó, hoặc là thầy nói đáng lẽ ra là tôi nên đi ngủ sớm. Thì rõ ràng cái việc đi ngủ sớm nó đã xảy ra không? Nó đâu có xảy ra đâu. Rõ ràng là một cái sự việc nó trái ngược so với quá khứ. Được chưa? Cho nên phải sử dụng đáng lẽ ra nên. Là mấy đứa đang tiếc đó mấy đứa. Là mấy đứa đang tiếc đó. Được chưa? Đó thì thầy viết là gì? I should have gone to bed early. Vậy đối với cái trường hợp phủ định là như thế nào? I shouldn't là tôi đáng lẽ ra là không nên đi ngủ trễ. Hiểu không mấy đứa? Đó là mình đang tiếc. Mấy đứa nắm được chưa? Kịp không mấy đứa? Đó, ok ha. Hoặc là thêm một cái nữa là như thế nào? Ngày hôm qua tôi không thi được, cái việc tôi không dự thi được.
bởi vì tôi không đặt báo thức. Thì rõ ràng cái sự thật ở trong quá khứ là gì? Mấy đứa các bạn đặt báo thức không? Mấy đứa không đặt báo thức, đó là sự thật, phải dùng quá khứ đơn. Và cái việc mấy đứa không thi được thì cũng sử dụng quá khứ đơn luôn. Giờ mấy đứa giá mà, hoặc là gì, đáng lẽ ra là tôi nên đặt báo thức, đáng lẽ ra là tôi nên đặt báo thức như trong quá khứ. I should have set the alarm. Ủa, nhưng mà các bạn trả ủa, set cục 3 đâu phải? Thì cục 3 của set nó vẫn là set. Được chứ? Set, ai cũng biết rồi. I should have set the alarm. Đáng lẽ ra là tôi nên đặt báo thức. Và mấy đứa đã đặt báo thức chưa? Mấy đứa không đặt báo thức. Thực chất là mấy đứa không đặt báo thức. Và mấy đứa đang ước là mấy đứa, đáng lẽ ra là mấy đứa nên gì đây? Đặt báo thức. Giả định. Hiểu không đứa? Hiểu chưa? Hiểu được không? Hiểu ha? À, kịp không các bạn? Các bạn nào thắc mắc gì không? Có bạn nào thắc mắc không? Thắc mắc nói thầy nghe nè, kịp không? Thầy nghĩ hiểu là mấy đứa vẫn hiểu đó. Nhưng mà để mà 100% hiểu thì vẫn chưa. Cho nên còn là phải còn làm bài tập. À, ok, thì thêm nửa phần thầy nha. Tiếp tục nè. Can have cộng động từ cục 3. Can't cộng have cộng động từ cục 3. Được chưa? Nói gì đây? Chỉ những việc không thể đã xảy ra vì nó có căn cứ và nó có cơ sở rõ ràng. Được chưa? Không thể, các bạn dịch này, không thể. Nhưng mà việc này ở trong quá khứ. Không thể, nhưng việc này xảy ra trong quá khứ. Ví dụ cho mấy đứa dễ tương tự nè. My husband can't have driven to the office today. Là chồng của tôi không thể nào. Mấy đứa dịch thầy, không thể nào. Thế thầy nha, dịch cho thầy mở ngoặc. Không thể nào. Chồng của tôi không thể nào vì đây lái xe đến văn phòng ngày hôm nay được. Mấy đứa cứ tưởng tượng là gì? Người ta đang tưởng tượng ra là cái việc chồng mình đã chạy, đã gì, đã chạy đến văn phòng. Nhưng thật ra gì? Không thể nào, không thể nào chạy đến văn phòng ngày hôm nay. Bởi vì tôi vẫn có thể thấy chiếc xe của nấy ở trong cái gara ngay bây giờ. Hiện tại vẫn có thấy, cho nên là gì? Không thể nào có chuyện. Được chưa? Không thể nào có chuyện gì? Anh ấy đã như đây, đã gọi là chạy xe đến cái văn phòng. Được chưa mấy đứa? Đó, không thể nào có cái chuyện. Ổn không mấy đứa? Đó, cái này nó lại liên quan tới hiện tại. Cái trường hợp này nó lại liên quan tới hiện tại. Được chưa? Đó, ok ha. Hiểu mấy đứa? Hiểu không? Không, không thể nào, hoặc là không có chuyện. Được chưa? Không thể nào có chuyện. Đó, tiếng Việt mà dịch thì câu này, chồng của tôi không thể nào có chuyện, chồng của tôi chạy xe đến văn phòng tối nay được, ngày hôm nay được, bởi vì tôi vẫn còn thấy gì đây, chiếc xe ô tô anh ấy ở trong gara bây giờ mà. Cho nên nghi là gì? Chồng mình nói gì? Em ơi, trước đó nói em ơi, ngày hôm nay anh đã chạy xe đến văn phòng rồi, nhưng mà bất thình lình mình về nhà mình thấy gì đây, vẫn còn thấy xe đó, cho nên nghi chết rồi. Thằng chồng mình đó chắc là đang ở trong phòng với đứa nào đó, hiểu không mấy đứa? Nắm được không? Đó, can have cộng động từ cục ba là gì? Là không thể nào có chuyện gì đó. Ổn ha các bạn, kịp không? Kịp không mấy đứa? Kịp đúng không? Tiếp tục nha. Tiếp tục là có gì đây? Hồi nãy thầy dạy mấy đứa là gì? Don't need to. Bạn, ví dụ nha, bạn không còn phải mua đá nữa, bởi vì trong tủ lạnh còn. Cái việc mà thằng này nó đã mua chưa? Nó chưa có mua. Bạn chưa có mua. Cho nên mình khuyên nó đi, bạn không nên, bạn không cần phải. Được chưa? Còn đối với trường hợp này, ví dụ nó đã mua đá rồi. Được chưa? Ví dụ mà kể trong ngày hôm qua đi, kể trong cái việc ngày hôm qua đi, kể cái việc trong ngày hôm qua đi. Đó, ví dụ như là ngày hôm qua cái buổi tiệc là trong tủ lạnh còn đá, nhưng mà thằng nam nó đã mua rồi. Mình nói, bây giờ mình nói lại, thằng đó gì là nam á, là không cần phải mua đá, bởi vì cái nó đã mua đá chưa? Nó đã mua đá rồi. Mấy đứa nắm được chưa? Nó đã mua đá rồi, nhưng mà mình nói là nó không cần phải mua đá, bởi vì nó không cần thiết. Nhưng việc này đã gì? Nó đã xảy ra rồi. Được chưa? Đó, ổn ha. Thì thầy có thể nói gì đây? Nam, đối với trường hợp needed, mấy đứa không còn phải quan tâm chủ ngữ nhiều ít nữa. Nam needed have, ví dụ như là bought the ice. Được chưa? Xác định đá luôn. Được chưa? Thằng nam là gì? Không nhất thiết gì, không cần phải gì đây, không cần thiết phải mua đá. Được chưa? Như vậy là được rồi. Hoặc là thầy cho mấy đứa một ví dụ này, nó sẽ dễ tưởng tượng nè. You needn't have cleaned the floor because I already did it 2 hours ago. Là bạn không cần phải gì đây, bạn không cần thiết phải gì lau cái nhà. Được chưa? Bởi vì là tôi đã lau nó 2 tiếng trước rồi. Thì nó đã lau chưa? Đã lau rồi. Đã lâu rồi thì mình mới nói. Bởi việc này đã xảy ra rồi. Trừ cái trường hợp nào, ví dụ thầy đang cầm một cái con lau nhà chuẩn bị lau, mẹ nói ê con không cần phải lau nhà, bởi vì mẹ vừa mới lau thì phải nói you don't need to hoặc you don't have to, bởi vì lau chưa? Ủa thầy chưa lau mà.
được chưa? Còn đối với trường lâu chưa? Đã lâu rồi cho nên nói trời ơi lâu làm gì, ủa lâu rồi hả? Thôi lâu làm gì, mày không còn phải lâu, bởi vì gì, tao đã lâu nói 2 tiếng trước rồi, các bạn đã nắm được chưa? Đó, thầy nghĩ là chắc chắn các bạn đã hiểu rồi, nhưng mà dễ quên lắm nha, dễ quên lắm nha. Kiểu hỏi đó, kiểu không thì các bạn viết ví dụ này thầy nha. You needn't have cleaned the floor because I already did it 2 hours ago. Là cái thằng này đã lâu rồi. Ổn ha. Đó, rồi tiếp tục. Kịp không? Kịp không? Kịp không? Các bạn nào không kịp chỗ nào nói thầy nghe nè. Có ai không kịp chỗ nào? Có ai không kịp chỗ nào không? Kịp kịp ha, tiếp tục Dạ nha. Ừ, hỏi đi. Dạ, thầy đọc lại nghĩ cho em biết từ thêm cộng với tháng thôi ạ. À, gì? Nó mang nghĩa là không thể nào. Không thể nào. Hoặc là không thể nào có chuyện, em có thể mở ngoặc kia thêm cái chuyện nguyên dịch cho nó phù hợp. Kịp không em? Không thể nào. Được chưa? Các bạn coi lại có từ nào, coi lại nha, thầy nói rồi. Có thể là các bạn chuối, đôi khi thầy nghĩ là cũng có lỗi của thầy đó, chỉ là đôi khi kiểu như là các bạn bị nhiều quá, hoặc là thầy gọi là viết nhanh, nói nhanh quá chứ các bạn không kịp. Rồi sau đó cũng nhiều kiến thức cho nên các bạn ghi không kịp. Thành ra các bạn gọi là bị lỡ một vài cái, thành ra là đôi khi thầy la oan mấy đứa thôi. Thì nếu mà có chuyện đó thì thầy xin lỗi mấy đứa. Cho nên mỗi khi mà thầy hỏi là bạn nào có chỗ nào mà thắc mắc không thì các bạn vui lòng coi lại từ trên xuống dưới là cái chỗ nào nãy giờ thầy dạy á, và các bạn thiếu chỗ nào thì bạn hỏi thầy được chưa, thì các bạn coi lại thôi, coi đó thì cái chỗ nào các bạn thiếu không, coi đây, có chỗ nào thiếu không, nghĩ rồi đó, quan trọng là nghĩ mấy đứa, những phần này mấy đứa hiểu nghĩ á thì mấy đứa sẽ dễ làm hơn, cái phần này rất là dễ quên dễ, hồi xưa rồi ô thầy làm cái phần này nó khó lắm mấy đứa, dễ quên nghĩ lắm được chưa, buộc là thầy phải tập luyện nhiều thôi đó. Rồi vậy các bạn nào thắc mắc chỗ nào không? Đó, need and have là gì? Việc bạn không cần thiết phải làm việc này bởi vì cái việc đó nó đã làm rồi, nhưng mà không cần thiết. Ở mà tiếp tục là có gì? My, mấy đứa chữ my thì chỉ may nó ít ra lắm. Chữ my ít ra thì dùng chữ my thôi. My have cộng đầu từ của ba. Có lẽ. Nhưng mà có chắc chắn cái việc này nó xảy ra chưa? Nó có lẽ là nó xảy ra. Nó không có tưởng tượng nữa mấy đứa, cái này nó không có tưởng tượng nữa, nhưng mà nó có lẽ đã xảy ra. Được chưa? Nhưng mà chắc chắn không? Không chắc chắn. Còn đối với trường hợp chữ must thì nó đã xảy ra chưa? Nó có thể xảy ra nhưng mà mức độ nó chắc chắn hơn. Còn đối với trường hợp này gì? Mức độ của nó còn 50-50, còn này 80-90% rồi. Hiểu mấy đứa? Đó, bởi vì nó có căn cứ. Được chưa mấy đứa? Còn đối với trường hợp này nó căn cứ chút xíu à, có lẽ, có thể thôi. Được chưa? Nhưng mà đối với trường hợp này ở trong quá khứ, nó vẫn là ở trong quá khứ. Được chưa? Còn đối với trường hợp mà không phải là quá khứ thì như nào? Ví dụ. Hey. Ví dụ như là gì? Ủa giờ thằng Nam đâu rồi? À thằng Nam giờ nó chưa đến à, giờ nó đâu rồi? À chắc nó chưa đến, là có thể là nó bị kẹt xe. Thì đối với trường hợp này mấy đứa có dùng hoàn thành không? Không, đang ở hiện tại mà. Được chứ? Nó đang ở hiện tại mà. Được chứ? Cho nên có thể thầy sẽ nói gì đây? Nó đang có thể nó bị kẹt xe. He might gì đây? Ví dụ he might be in, ví dụ như là in a traffic jam. Được chưa? Đang ở hiện tại. Hoặc là he may be in a traffic jam. Nhưng mà ở hiện tại. Được chưa? Còn đối với trường sử dụng ở trong quá khứ thì phải dùng như đây, có lẽ. Được chưa? Giả bộ nói vừa ngày hôm qua đi. Ngày hôm qua Nam đã đến trễ. Sếp chửi xối xả. Nhưng mà anh ấy không có nói lý do, cho nên tôi nghĩ anh ấy có lẽ là đã bị kẹt xe. Đó, mấy đứa hiểu chưa? Bởi vì nó đâu nói ra cái lý lẽ đâu, đúng không? Đó thì mình đoán, mình đang dự đoán. Mấy đứa hiểu không, là à chắc là có lẽ là anh ấy đã gì, anh đã bị kẹt xe. Thì gì là he might have. Được chưa? Nhưng mà đối với trường có động từ không? Không có động từ phải có gì? Phải có been. Được chưa? Been in a traffic jam. Được chưa? Có lẽ là anh ấy đã bị kẹt xe. À, nhưng mà cái việc mà bị kẹt xe nó có xảy ra không? Có thể có. Đúng không các bạn? Nó có tưởng tượng không? Không có tưởng tượng. Được chưa? Nó tương tự như là chữ must, nhưng mà chữ must nó chắc chắn hơn. Được chưa? Đối với trường hợp thầy dùng chữ must được không? Được không? Được không? Được. Được chưa? Nhưng mà chắc chắn không? Nó chắc chắn hơn và nó đã có cơ sở rồi. Nó đã có cơ sở rồi. Được chưa? Còn đối với trường hợp này cơ sở nó vẫn còn lỏng lẻo. Mấy đứa đã nắm được chưa? Đó, nhưng mà đang mấy đứa nhớ, vui lòng nhớ đang xảy ra ở trong quá khứ rồi. Thầy cho mấy đứa thêm ví dụ nữa. Đây. He might, à thôi cái này nó cũng tương tự, tôi bỏ đi. She couldn't find her phone. Đang ở trong quá khứ. Ở trong quá khứ. Cô ấy không thể ở đây tìm được điện thoại của ấy. Cô ấy có lẽ đã quên nó tại văn phòng như ở trong ngày hôm qua. Nếu mà mấy đứa nói hiện tại thì có dùng hoàn thành nữa không? Không. Hiện tại mà sao dùng hoàn thành nữa? Được chứ?
Đó, mấy đứa hiểu được không? Kiều hỏi đó, nắm được không? Nắm được ha. Đó, ok ha. Còn chữ could thì nãy thầy đã nói rồi. Chỉ một sự việc nó có lẽ nó đã xảy ra ở đây. Nó đã xảy ra nhưng thực tế thì không. Được chưa? Đó thì có thể thầy nói ra nó sẽ như thế này nè. Có nghĩa là cái điều gì đó nó có thể có khả năng xảy ra ở trong quá khứ, hoặc là bạn từng có cơ hội nào đó ở trong quá khứ để làm nhưng bạn đã để nó trôi qua. Được chưa? Đối với trường hợp này nó tưởng tượng, nó tưởng tượng. Đối với trường hợp này nó tưởng tượng. Được chưa? Trong những cái mớ này, cái việc nào nó không tưởng tượng ra? Cái mày, cái này và cái này, ba cái này nó không tưởng tượng ra. Ba cái này nó không tưởng tượng ra. Còn cái should nè, cái need nè, cái needed nè và cái could nè và cái would nè mấy đứa, cái would cộng have á và lòng của ba đó thì nó đang tưởng tượng ra. Được chưa? Và nó trái ngược với thực tế. Mấy đứa hiểu không? Mấy đứa này rõ ràng thầy chia ra hai trường hợp, một cái là không tưởng tượng. Ok, và một cái là có tưởng tượng. Được chưa? Đó, thầy cho ví dụ. Đó chính là cái gì? If I had gì đấy, study harder thì tôi có thể đậu kỳ thi, một cái khả năng đúng không mấy đứa? Đó thì I could have thôi, giống như là thầy nói could have passed, nó y chang như là gì? Nó y chang như là tôi sẽ, nó y chang như là I would. Được chưa? Nhưng cái này là có thể. Đúng không các bạn? Cái chữ would, chữ sẽ này nó chắc chắn rồi, còn chữ could này có thể. Thì nó cũng tương tự thôi. Hiểu không mấy đứa? Pass the exam. Đó thì các bạn viết thêm ví dụ cái đứa dễ tưởng tượng chưa? Đó thì cái này các bạn nhớ là nó trái ngược với thực tế. Hiểu được không các bạn? Hiểu được không? Đó, ok nha. Mấy đứa nắm được không mấy đứa? Nắm được không ta? Được thầy ơi. Ừ, hỏi. Thầy phân loại là cái nào tưởng tượng chứ không tưởng tượng. Đây, tưởng tượng và không tưởng tượng. Đây. Đầu tiên là các bạn nên nhớ thầy, đó chính là cái mốc thời gian mà nó nói ở đâu đây? Đang nói ở trong quá khứ. Đang nói trước khi mà nói quá khứ đi. Trước khi mà nói quá khứ thì về nói hiện tại trước. Nói hiện tại trước nha. Đó, ví dụ là gì đây? Đây. Câu này nãy thầy nói nè. Ủa thằng Nam đang ở đâu với ta? Thằng Nam đâu đâu ta? Tới giờ nói chuyện tới chưa tới câu hỏi nữa mình nói mình đang suy đoán. Nhưng mà suy đoán ở đâu? Suy đoán ở hiện tại. À, anh ấy có lẽ là đang bị kẹt xe, là hiện tại có thể là nó đang bị kẹt xe. Được chưa? Phải dùng hiện tại đúng. Được chưa? Nhưng mà cái này thầy nói ở trong quá khứ. Thầy nói trong quá khứ là gì? Ngày hôm qua thầy kể lại cái câu chuyện này mấy đứa nói, ngày hôm qua Nam đến trễ thì cái việc đến trễ trong sự quá khứ đơn. Bị sếp chửi xối xả cũng sử dụng quá khứ đơn. Được chưa? Nhưng mà anh ấy không nói lý do cũng sử dụng quá khứ đơn. Dù sau đó mình nói ra nhưng mà không nói lý do đúng không? Mình suy đoán. Ồ, có lẽ là anh ấy đã ở đây, anh ấy đã đi trễ. Được chưa? Cái việc này mình có tưởng tượng không? Mình không có tưởng tượng, là có thể nó đã xảy ra. Được chưa? Tương tự, anh ấy ắt hẳn là he must have been in a traffic jam. Ắt hẳn là anh ấy thì chắc là anh ấy đã bị kẹt xe. Có tưởng tượng không? Đâu có tưởng tượng đó. Được chưa? Đâu có tưởng tượng đó. Được các bạn, ắt hẳn là anh ấy đã bị kẹt xe. Mình đang đang suy đoán. Cái này là mình đang suy đoán, mấy đứa nên nhớ là đang suy đoán và cái phần trăm nó xảy ra là có. Được chưa mấy đứa? Đó, mình đang suy đoán. Còn đối với trường hợp này là gì? Should có suy đoán không? Lẽ là nên, đâu có suy đoán. Được chưa? Còn cái này là gì? Cái needing cũng đâu có suy đoán đâu. Được chưa? Là đang tưởng tượng ra. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha các bạn. Đó, kiểu như là nó trái, nó giữ tưởng tượng thì mấy đứa kiểu khó hiểu thì mấy đứa cứ nên nghĩ là gì? Là sự việc nó trái ngược so với cái sự việc này nó trái ngược ở trong quá khứ. Được chưa? Cái mấy mấy đứa chuyện còn hiểu là gì, nó trái ngược trong quá khứ, còn cái tưởng tượng thì nói chung nó bị rườm rà thôi, khỏi khỏi suy nghĩ tới cái chuyện tưởng tượng đi. Được chưa? Đó, kịp không? Các bạn nắm được chưa ta? Thì cái chuyện tưởng tượng các mấy đứa bỏ đi. Ổn mà, thì can have cộng đồng thuộc của ba thầy nói là gì? Không thể nào. Được chưa? Đó thì phần trăm nó có thể xảy ra. Phần trăm nó có thể xảy ra. Được chưa các bạn? Đó, kịp không mấy đứa? Kịp không? Thì mình thử làm một câu nha, mình thử làm một hai câu rồi sau đó mình nghỉ. Được chưa? Thử làm một câu trước đi. Là một câu rồi mình nghĩ nha mấy đứa. Bởi vì thầy dạy kỹ quá. Nay đi trễ xíu thôi gì đâu. Đây, thử nha. Câu 2 thì mất công giờ thầy thư hướng dẫn mấy đứa thêm từ vựng nó mệt dữ ta. Đây, câu số 3 thử coi. Câu số 3 thôi thầy phân tích cho mấy đứa luôn nha. Tôi nghĩ là nó không cần thiết để đặt vé cho bộ phim trước đó. Ok, nhưng mà tôi đã làm. Rõ ràng mấy đứa nhìn vô mấy đứa phải xác định đang ở thời điểm nào.
nó đang ở thời điểm nào? Nó sử dụng ở trong quá khứ, đúng không? Nó đang trong quá khứ nè. Tôi nghĩ là nó không cần thiết để đặt vé trước, được chưa? Nhưng mà tôi đã làm, được chưa? Thì đang nói ở trong ngày mai, ngày hôm qua đi, rồi mình nói lại. Thì câu này, tôi không nên đặt vé phim trước. Có nói gì không? Có liên quan không? Không. Đúng các bạn. Tự nhiên tôi không nên đặt, tôi không cần thiết phải đặt vé phim trước. Nhưng mà có còn không? Nó phải còn chứ, đúng không? Nhưng câu này sai đúng không? Rõ ràng sai. Tiếp tục, I couldn't have booked tickets for the film in advance. Tôi có lẽ có không có thể, tôi có lẽ không có thể. Ủa, cái này không liên quan nữa. Rồi kia câu C nè. Đáng lẽ ra là tôi nên đặt vé xem phim trước, nhưng mà rõ ràng gì? Tôi đã làm, đúng không? Thì rõ ràng tôi nghĩ là nó không cần thiết để đặt vé, nhưng mà tôi đã làm. Cho nên nói là gì? Đáng lẽ ra là tôi nên đặt vé xem phim trước. Được chưa? Đó, thì mấy đứa cứ tưởng tượng cái trường hợp là gì? Ban đầu nghĩ, ôi trời ơi, đặt vé xem phim làm gì? Được chưa? Nhưng mà tới, trời đất ơi, phải chờ sắp mặt, đúng không? Phải chờ sắp mặt, được chưa? Thì rõ ràng mấy đứa là sao? Vì mấy đứa ước lại mấy đứa, trời ơi, đáng lẽ ra là mình phải nên đặt vé xem phim trước, được chưa? Nhưng mà việc này đã xảy ra, mình đang tiếc nuối, cho nên phải sử dụng câu C, được chưa mấy đứa? Câu C, chắc ắt hẳn là tôi đã đặt vé xem phim trước, ở đâu liên quan đâu, không, được chưa? Tự nhiên ắt hẳn là đâu có liên quan gì đâu, được chưa? Mấy đứa đã nắm được tại sao chọn câu C chưa? Hiểu được mấy đứa? Đó, ok ha. Vậy có 4, thầy chọn một bạn làm nè. Bạn nào nãy giờ thầy chưa mời làm ta? Ai mà nãy giờ chưa mời làm nè? Có ai không? Không hả? Vậy thầy Bình làm thử ta con số 4 này Bình. Làm con 4 rồi mình nghỉ luôn nè. Làm đi, đọc trước đi thôi, đâu có nói gì đâu. Dạ thầy, có 4B thầy. Thầy chỉ giúp thầy coi, câu số 4 nè. Vậy là tôi chắc rằng họ đã tập luyện rất chăm chỉ cho những trận đấu vì họ đã thắng rất là nhiều huân chương. Ở đây giờ họ đã đạt được rất nhiều huân chương. Thì câu B mang nghĩa là gì? Câu B mang nghĩa là họ đã must gì? Em tập không, mất là gì? Em phải dịch chữ mất cho nó hợp lý chứ. Vậy là họ lẻ ra để tập luyện. Ủa sao mà họ lẻ ra? Sao họ lẻ ra em? Dạ, họ có lẻ. Không, sao họ có lẻ? Ok, ngồi B hả? Sao mà có lẻ? Em dạ. Thấy chữ su hả? Em thấy chữ su hả? Dạ không thầy, họ ắt hẳn để tập luyện rất chăm chỉ. Đó, được chưa? Họ cho ác những trận đấu. Đúng rồi, đó, bởi vì họ vì họ để đạt được rất nhiều huân chương. Nó có cơ sở không em? Dạ có. Nó cơ sở đâu? Dạ, đạt được rất nhiều huân chương. Đúng rồi, đó, được chưa các bạn? Là rõ ràng họ chắc, tôi chắc chắn rồi. Chắc chắn việc này xảy ra chưa? Việc tập luyện đã xảy ra chưa? Việc tập luyện đã xảy ra rồi. Được chưa? Cho nè, mình suy đoán ắt hẳn là họ đã tập luyện rất là kỹ lưỡng, rất là chăm chỉ cho những cái trận đấu. Bởi vì họ gì đã đạt được rất là nhiều huân chương. Các bạn đã nắm được chưa? Đó, ổn ha. Rồi thêm thôi, coi những câu phần phía sau về nhà mấy đứa làm nha. Thôi mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi. Được chưa? Thì ngày hôm nay thì rõ ràng là gì? Thầy đã xử lý cho mấy đứa cái phần mà câu điều kiện loại 3, đơn giản không? Rất là đơn giản. Được chưa? Và sau đó cái thứ hai đó chính là những cái mà gọi là model verb này nọ kiểu. Rồi sau đó thêm mở rộng thêm nữa, những cái việc xảy ra trong quá khứ nữa. Được chưa? Đó, thầy sẽ tổng hợp bài tập và thầy gửi cho mấy đứa làm. Được chưa? Đó, thì thật ra những cái phần này là một câu dành cho câu dễ. Cái phần nào là dễ, model verb này là dễ nè. Được chưa? Và cái kia nữa là cái khó. Được chưa mấy đứa? Đó thì hôm nay học